hồi 241, mao thập bát công khai thoá mà. Vì tiểu bảo nghe sách ngạch đồ nói vậy cả mừng nghĩ bụng, tưởng gì chưa viết chữ, tiểu, thì lão ra coi như trò đùa. Gã liền cầm bút, khuyên bên trái một vòng tròn, lại khuyên bên phải một vòng tròn. Sau cùng mới vạch một đường thẳng vào giữa, sách ngạch đồ mỉm cười nói, được rồi, vì đại nhân viết hay quá. Vì tiểu bảo ngoẹo đầu ngắm nghĩa chữ, tiểu, một lúc rồi ngửa mặt lên trời cười rồ sách ngạch đồ lấy làm kỳ hỏi, vì đại soái cười gì vậy? Vì tiểu bảo cười đáp, sách đại nhân coi chữ này có giống một con chim sẻ và hai quả trứng không? Các đại thần bên thanh không nhịn được nổi lên chàng cười khanh khách. Cả bọn tùy tùng cùng thân binh cũng bưng miệng phì cười. Phi yến đà la chẳng hiểu bọn họ cười gì, chỉ dương mắt lên mà nhìn. Vì tiểu bảo kiềm tự vào cả bốn bản điều ước, trên bản bằng la sát văn gã vạch chữ lớn gấp bội. Tiếp theo bọn Phi Yến Đà La, sách ngạch đồ và các phó sứ bên Nga đều kiềm tự. Bản điều ước thứ nhất giữa hai nước Trung Nga thế là hoàn thành. Nó cũng là bản điều ước đầu tiên Trung Quốc ký kết với nước ngoài. Vụ này do vua Khang ghi chủ liệu kế hoạch rất chu đáo lại suất toàn lực để thực hành, cùng phái những nhân viên rất đắc lực dựng lên điều ước phân chia cương giới và gọi tắt là điều ước nghi bố sơ. Trung Quốc không bị thua thiệt chút nào điều ước ni bố sở quy định dùng ngọn hưng an ở mặt bắc làm bờ cõi. Thế là toàn bộ tỉnh A Mục Nhĩ và tỉnh Tân Hải của Liên Xô thuộc vào lãnh thổ Trung Quốc. Phương Đông và phương Đông Nam lãnh thổ Trung Quốc ra đến tận biển. Trước cuộc hòa đàm khu vực này không thuộc vào nước nào. Chỗ Trung Quốc chiếm lấy đó cũng không phải đất La Sát, nhưng nước La Sát đã đắp thành, thực dân. Sau khi kiểm đính hiệp ước bọn thực dân bắt buộc phải rút về đó là thắng lợi về quân sự cũng như về ngoại giao của Trung Quốc. Theo điều ước thì một diện tích đất gần 80 dặm vuông Anh được sát nhập vào Trung Quốc, tức là một phần đất lớn gấp đôi mấy tỉnh miền Đông Bắc hiện nay. Điều ước này lập xong còn khiến cho biên giới phía Đông Bắc Trung Quốc được an ninh hơn 150 năm rồi. Cuộc đông xâm của người La Sát bị cản trở, dã tâm xâm lược cũng giảm bớt. Sau các triều đại Khang Hy, Ung Chính, Càn Long nhà mãn thanh ký điều ước với nước ngoài đều bị thất quyền mất đất. Hùng Phong cùng uy quyền quốc gia về sau chẳng còn thời kỳ nào được hưng thịnh bằng hồi vua Khang Hy Trị Vi và Vi Tiểu Bảo tham dự quốc chính. Lời tác giả, chữ kiềm của Vi Tiểu Bảo trên điều ước rất cổ quái không nhận ra được. Những sự ra đời sau của hai nước Trung Nga chỉ biết sách ngạch đồ và phi yến đa la kiềm thư. Nhà khảo cổ quách mạc nhược hiểu biết giáp cốt văn tự cũng không hiểu chữ, tiểu, kiềm trên điều ước ni bố sở, khiến đại danh của vi tiểu bảo phải mai một. Những sử sách đời sau đều nói những nhân vật kiềm tự điều ước ni bố sở là sách ngạch đồ và phi yến đà la. Từ cổ trí kim, những người biết đến vi tiểu bảo chỉ có độc giả, lộc bình ký, mà thôi. Phò sách này thuật lại việc kiểm đính và nội dung điều ước ni bố sở, trừ phần liên quan đến vi tiểu bảo để bổ sung chỗ thiêu sót, còn ngoài ra đều căn cứ vào lịch sử để ghi chép. Theo tập quán thời bấy giờ hai bên kiềm ký điều ước, rồi đồng thời nổ súng tuyên thệ với trời tuân thủ nghiêm minh. Bên thành có hơn 200 cỗ đại pháo đặt ở ngoại thành Ni Bố Sở. Cả bốn mặt Đông Nam Tây Bắc đồng thời phát xạ, súng nổ chấn động một vùng, bên Nga chỉ có hơn 10 cỗ, tiếng súng thưa thớt. Thế cường nhược tranh lệch nhau không biết đến đâu mà kẻ. Phi Yến nửa la tự nhủ, may quá, nếu hòa nghị bất thành, xảy cuộc đánh nhau thì thành Ni Bố Sở bị bắn đến tan tành sứ thần hai nước đều đưa tặng lễ vật cho nhau. Phi Yến Đà La tặng bọn vi tiểu bảo đồng hồ, thiên lý kính, ngân khí, áo da điêu, đao kiếm. Vi tiểu bảo tặng đối phương lừa ngựa, yên cương, chén vàng, quần áo, lụa là. Ngoài ra, mỗi người còn được một cái đai lưng dát vàng để bồi thường lại đai quần bị quân thanh cắt đứt. Tối hôm ấy tại hội sở mở đại Yến Khánh hạ hòa ước thành công. Phi Yến Đà La vẫn băn khoăn lo lắng, không hiểu những toán quân thanh kéo đi công tập mạc tư khoa đã triệu hồi chưa hắn không ngớt đưa ra ngôn ngữ thăm dò nhưng vi tiểu bảo vẫn lờ đi như không hiểu sau hai bữa phi yến đà la được tin báo có đại đội quân thanh từ mé tây kéo đến hắn lên mặt thành dùng thiên lý kính nhìn ra xa quả thấy từng đội thanh binh từ mặt tây đi tới qua sông ni bố sở đóng lại ở phía đông phi yến là la cả mừng hắn yên trí đây là những toán thanh binh địch đi Tây Sâm đã được triệu hồi. Hắn có biết đâu đại đội quân thanh này nguyên trước hạ trại đóng ở ngoài 200 dặm về phía Tây Thành Ni Bố Sơ. Họ đã được lệnh từ trước, nếu nghe tiếng sung lớn nổ liền nhổ trại từ từ kéo về, lại qua mấy bữa, thợ đá dựng bia trên biên giới. Văn tử trong bia điêu khắc rất hoàn chỉnh gồm năm thứ chữ là Mãn Văn, Hán Văn, Mông Văn, La Tinh Văn và La Sát Văn những tấm bia cương giới chia ra dựng ở đông ngạn sông cách nhĩ tất tề nam ngạn sông ngạch nhĩ cổ lạp cùng các nơi đông bắc dãy núi uy y khắc a lâm đại sơn trong văn bia viết rõ hai nước dùng sông cách nhĩ tất tề làm biên giới thượng lưu sông này có khu đất cỏ cây không mọc được tên gọi là đại hưng an ra đến biển Bao nhiêu sông ngòi ở phía nam núi này chảy vào sông Hắc Long Giang đều thuộc về Trung Quốc. Những sông ngòi phía bắc dãy núi đều thuộc nước Nga La Tư trong bia còn ghi rõ sông ngạch nhĩ cổ lạp chảy vào hắc long giang dùng làm địa giới nam ngạn sông này thuộc về trung quốc bắc ngạn thuộc về nga la tư ở cửa sông mi nặc nhĩ khánh thuộc nam ngạn có nhà cửa của người nga la tư phải rời qua bắc ngạn văn bia còn viết rõ nhân dân nga la tư cùng mọi sự vật ở nhã tát khắc phải triệt thoái về sát hãn hàn văn bia lại nói rõ những nhà săn bắn cấm hẳn không được vượt qua biên giới nếu có người tụ tập đem theo khi giới săn bắn giết người cướp của mà bắt được là chính pháp liền, không thể vì những chuyện nhỏ nhặt làm hư đại sự. Hai nước Trung Nga hòa hiếu với nhau, đừng để xảy cuộc tranh chấp. Khâm sai hai nước lại phái bộ thuộc khám xét địa hình không còn chỗ nào lầm lẫn, mới dựng bia lên. Những chỗ dựng bia này đáng lý để phân cương giới giữa hai nước muôn năm không thay đổi. Nhưng hơn trăm năm sau, nước Nga thừa cơ Trung Quốc suy nhược, tầm gửi lấn cành không kể gì đến chuyện phân cương giới ngày trước thôn tính một vùng đất rộng rất phì nhiêu của trung quốc những người đọc sử về sau phải chép miệng thở dài mà than rằng ước gì được vô khang hy và vi tiểu bảo ở dưới âm cung sống lại để khôi phục cố tổ của nhà nước bị bọn người la sát lang sói chiếm đoạt dựng bia xong rồi khâm sai hai nước thi lễ từ biệt chia đường trở về kinh thành phục mạng vì tiểu bảo gọi hoa bá tử cơ và tề lạc nặc phu vào kiểm nhận lễ vật để đưa về trình tô phi á công chúa. Trong món lễ này có cả chăn gấm gối theo, nơi đây là đất hoang vu, không thể mua được những vật đó, đều lấy của song nhi. Vì tiểu bảo cười nói nếu công chúa thực sự tưởng nhớ ta thì cứ ôm chăn gối này mà ngủ. Hoa bá tử cơ đáp. Tình ý của công chúa Điện Hạ đối với đại nhân các hạ khác nào thiên trường địa cửu mà chăn gối chẳng được bao lâu sẽ rách nát xin đại nhân phái mấy tên kỵ sư qua mạc tư khoa xây mấy tòa thạch kiều thì vĩnh viễn không bao giờ hư nát được. Vì tiểu bảo cười đáp ta đã nghĩ đến điểm này rồi, hai người bất tất phải lắm miệng. Gã sai thân binh khiêng một cái dương vào, cái dương này dài bảy thước, rộng bốn thước giống hệt một cỗ quan tài. Tám tên thân binh dùng đòn khiêng tới, tỏ ra rất trầm trọng, ngoài dương đóng đai sắt rất thận trọng lại nghiêm phong kiềm giống. Vì tiểu bảo nói món lễ vật này rất quan trọng chứ không phải tầm thường. Các người bảo vệ cho cẩn thận đừng để tổn hại. Công chúa trông thấy rồi nhất định vô cùng ngô an hỉ. Vì đây là món nhân tình vĩnh viễn như thiên trường địa cừu. Nó cũng bền vững chẳng kém gì những cầu đá ở Trung Quốc. Hai tên đội trưởng la sát không dám hỏi nhiều, lãnh dương gỗ ra đi. Cây dương gỗ này nặng tới ngàn cân mà đưa từ ni bố sở về đến mạc tư khoa đường xa muôn dặm thật là vất vả. Tô Phi Á nhận được Dương mở coi thì ra một pho thạch tượng khỏa thân của Vi Tiểu Bảo. Pho tượng lộ nụ cười rất linh động như người sống. Nguyên Vi Tiểu Bảo lúc kêu thợ đá khắc bia, đồng thời sai họ suốt đêm ngày tạc thành pho tượng này. Gã lại nhờ giáo sĩ Hà Lan viết câu, ta vĩnh viễn yêu nàng, bằng tiếng la sát, để khắc vào trước ngực tượng đá. Tô Phi Á công chúa vừa ngó thấy thật là dở cười dở khóc. Nàng nghĩ tới tiểu hài ở Trung Quốc cực kỳ cổ quái tinh ma bọn nam tử la sát không thể bì kịp. Bất giác nàng nảy mối tình ý triền miên, tâm thần bay xa muôn dặm. pho tượng đá này cất ở điện cẩm linh, sau bị đắc đại đế phát động cuộc chính biến, đuổi tô phi á công chúa ra khỏi cung vị, đồng thời đập tan nát pho tượng đá. Chỉ còn bộ phận tàn hủy được binh sĩ đem ra bỏ ở ngoài thành. Bọn phụ nữ rốt nát ở nước La Sát thường hay đến lại lục để cầu sinh con đẻ cái và người ta đồn đại là rất linh nghiệm nhắc lại vi tiểu bảo mở cờ gióng chống khải hoàn trở về Bắc Kinh. Tình hình kiểm đính hòa ước chia biên giới đã có bản tâu gửi về từ trước dâng lên vua Khang Hy. Đại quân chưa về tới ngoài thành Bắc Kinh, các đại thần trong triều đã chờ sẵn ở cửa thành để nghênh tiếp. Vi tiểu bảo dẫn bọn Đông Quốc Cương, sách ngạch đồ, bằng xuân, tát bố tố, lang thản, lâm hưng châu vào triều kiến vua Khang Hy. Nhà vua dùng lời lẽ ôn nhu khen thưởng lại hạ chiếu thăng chức cho vi tiểu bảo làm nhất đẳng lộc đỉnh công. Bọn đông quốc cương, sách ngạch đồ cùng tướng sĩ quan quân đều được thăng thưởng, vi tiểu bảo nhơn nhơn đắc ý ra khỏi hoàng cung. Các quan tiền hô hậu ủng đưa gã về phủ, bỗng nghe bên đường phố lớn có tiếng người hô vi tiểu bảo, ngươi là một tên cầu tạc vong ân bội nghĩa, đoàn người nghe tiếng kêu réo thoá mà đều giật mình kinh hãi. Vì tiểu bảo nghe thanh âm quen thuộc ngoảnh đầu nhìn ra thấy một gã đại hán từ trong thềm nhà chạy xuống đường lớn trò tay vào mặt gã, ngoác miệng chửi bới. Vì tiểu bảo, mi là một tên tiểu tặc đáng tội ngàn đao phân thây. Đường đường là người hán, mi lại đi đầu hàng nhà mãn thanh, làm tẩu cầu cho quân thát đát. mi làm cho sư phụ của mi phải uổng mạng, lại sát hại bao nhiêu hảo huynh đệ. Nay mi được hoàng đế thát đát phong đến công hầu, vinh hoa phú quý mi càng nhơn nhơn đắc ý. Tổ bà nó, lão già phải dùng gươm trắng đao hồng đâm con mẹ nó tên tiểu tặc mấy chục nhát, thử xem mi còn làm ô quy công, giáp ngư công được nữa không? Đại hán này mình trần trùng trục, ngực đầy lông lá đen xì, mày rậm mắt to, thái độ rất hung dữ. Hắn chính là Mao Thập Bát, ngày trước đã dẫn dắt Vi Tiểu Bảo đến Bắc Kinh. Vi Tiểu Bảo còn đang ngơ ngác thì mấy chục tên thân binh đã bao vây đại hán. Mao thập bát rút thanh đoàn đao ở trong mình ra toan chống cự. Mấy vị đô thống, đề đốc cùng võ tướng nhất tề động thủ đoạt lấy đoản đao ở trong tay Mao thập bát rồi vật hắn ra trói lại. Mao thập bát tiếp tục mắng chửi không ngớt miệng tên tiểu tặc vi tiểu bảo kia. Ngày trước lão gia đưa mi tới Bắc Kinh thật là lầm to, thật là tội lỗi. Lão gia đã mang tội với Trần Cận Nam Tổng Đà Chúa, lại ân hận với các anh hùng hào hán trong thiên địa hội bữa nay lão gia không muốn sống nữa, vạch mặt chỉ tên cho thiên hạ biết vì tiểu bảo nhà mi là đứa cầu tặc bán bạn cầu vinh, vong ơn phụ nghĩa, chỉ mong thăm quan phát tài, cam phận nô tài làm chó săn cho hoàng đế thát đát. Các quan binh vả miệng mà hắn vẫn thóa mà không ngớt. Tiếp đó, một tên võ quan rút khăn tay nhét vào miệng Mao Thập Bát. Mao Thập Bát không nói lên thành tiếng được, miệng vẫn u ớ chắc là hắn còn chửi bới. Sách ngạch đồ cười hỏi, không hiểu thằng khùng này ở đâu nhảy bổ ra, vì công gia giao cho sách mỗ đem hắn về phủ thuận thiên mở cuộc thẩm vấn. Chúng ta hãy bỏ mặc hắn không lý gì đến, kéo về quý phủ uống rượu nghe hát đã. Vì tiểu bảo đáp, hay lắm, hay lắm, tiểu đệ đang định mời sách huynh cùng các vị đến tệ phủ chơi. Gã khẽ dặn thân binh, các người đưa hắn về phủ coi giữ cẩn thận, nhưng đừng làm khó dễ gì hắn cả. Hãy lấy rượu thịt cho hắn uống lát nữa ta sẽ thân hành thẩm vấn. Hôm ấy, trong phủ lộc đỉnh công mở yến tiệc lớn thiết đãi văn võ bá quan. Các quan viên theo đi đánh nhã tát khắc và dự cuộc hỏa đàm ni bố sở mồm năm miệng người, nói phun bọt giải thuật lại những sự đã qua, nào vi đại soái thần cơ diệu toán không sót mảy may. Nào ra kỳ mưa hạ thành nhã tát khắc, nào dùng kế, chu du quần anh hội hí tưởng cắn, khiến cho không sai la sát sợ mất mật không dám ho he gì nữa chỉ mong được kiềm điều ước phân chia cương giới cho lẻ. Trong khi thuật sự, dĩ nhiên họ còn thêm mắm thêm muối cho câu chuyện trở nên thần hồ kỳ thần. Họ ví vi tiểu bào khác nào ra cát lượng phục sinh, lưu bá ôn tái thế. Bá quan cũng tuôn ra những lời nịnh nọt chẳng thiếu câu gì. Nhưng sự thực, trong thâm tâm họ cũng công nhận vi công gia sở dĩ được hoàng thượng sùng ái quả có chân tài. Trước kia họ vẫn coi gã không vào đâu thì nay đã nảy lòng tính trọng. Tan tiệc, vi tiểu bảo vào thư phòng lại bày rượu thịt mời mau thập bát làm lễ tương kiến. Gã sợ hắn nổi tính thô bảo, liền bảo Tô Thuyên và Song Nhi ăn mặc giả làm kẻ thân tùy đứng bên thị phùng. Thân bình giải mau thập bát vào, vi tiểu bảo niềm nở đứng dậy nghinh tiếp, miệng chào mau đại ca, lâu này không được gặp, đại ca bình yên chứ. Mao thập bát tức giận trợn mắt lên hỏi ta làm sao mà không bình yên, từ ngày ta quen biết tên tiểu tặc rất đỗi bực mình nguyên trước ta bình yên rồi sau biến thành không yên tâm được nữa. Vì tiểu bảo cười nói, mao đại ca hãy thủng thẳng ngồi chơi để tiểu đệ kính mới ba chung rượu cho hả hơi đã. Tiểu đệ có chỗ nào đắc tội với mao đại ca thì đại ca uống rượu rồi hãy thoá mà cũng chưa muộn. Mau thập bát sấn sổ bước lại quá ta đánh chết mi trước rồi hãy uống rượu. Hắn giơ nắm tay lớn bằng cái bát đánh nhầm vào mặt vi tiểu bảo đến, vù, một tiếng. Tô thuyền lặng mình một cái chụp lấy cổ tay Mao Thập Bát, khẽ vặn một vòng. Tay mặt ngụ vỗ vai hắn hai cái, Mao Thập Bát liền cảm thấy nửa người trên tê trồn, không tự chủ được nữa phải ngồi xuống ghế. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, vận kinh nhảy bổ lên thoá mà tiểu tặc, Tô Thuyền đứng ở sau lưng hắn, đưa tay nắm lấy hai huyệt kiên trinh ở bả vai hắn rồi từ từ đè xuống, Mao Thập Bát không kháng cự được chút nào, đành chịu ngồi xuống ghế. Mao thập bát thân thể cao lớn, ít ra gấp hai người tô thuyên, nhưng võ công mụ rất cao thâm nên kiềm chế hắn một cách dễ dàng. Mao thập bát khác nào người bị cột chân tay đành diêu diếu ngồi xuống. Mao thập bát lại càng tức giận, lớn tiếng, bữa nay lão gia đã thoá mạ mi là hán gian ngoài đường phố thì không tính đến chuyện sống chết nữa rồi. Còn mi hết thầy người thiên hạ đều biết là một đứa đê hèn vô sỉ giết thầy, lừa bạn. Vì tiểu bảo cãi, Mao đại ca tiểu đệ vâng lệnh hoàng thượng đi đối phó với quỷ la sát chứ không phải để sát hại người Hán chúng ta, sao lại bảo là Hán gian được? Mao thập bát quát hỏi, thế thì sao mi, lại sát hại sư phụ Trần Cận Nam? Vì tiểu bảo vội đáp, tiểu đệ sát hại gia sư bao giờ? Hiển nhiên gia sư bị tên tiểu tử trịnh khắc sảng giết chết. Mao thập bát nói, bây giờ mi còn cãi được ư? Còn mẹ nó, trong thánh chỉ của hoàng đế nói quá rõ rồi. Vì tiểu bảo thất kinh hỏi, sao? trong thánh chỉ của hoàng thượng sao lại bảo tiểu đệ sát hại sư phụ. Gã bâng quân quay lại nhìn Tô Thuyên. Tô Thuyên nói, bữa trước hoàng thượng thăng tướng công lên chức nhất đẳng lộc đỉnh công đã ban tờ cáo trạng tuyên dương công lao của tướng công. Bản cáo trạng này không hiểu ai viết, trong có đoạn, tiến cử lương tài, dẹp bình ngô nghịch, thu Đài Loan vào bản đồ Trung Quốc. Cầm quân xuất trinh hạ thành nhã tát khắc, trương quốc oai ở cõi ngoài. Ngụ nói tiếp những cái đó đều đúng hết nhưng lại có hai câu chém bọn nghịch thủ thiên địa hội là trần cận nam phong tế trung khiến mối họa hoạn trong nước liền bị dập tắt phỉ đồ loạn đảng phải thay mặt đổi lòng là không đúng sự thực hoàn toàn vì tiểu bảo trao mày hỏi cái gì thay mặt đổi lòng câu này ý nghĩa làm sao cáo trạng nói tướng công bắt được bọn trần cận nam phong tế trung giết rồi mọi người trong thiên địa hội sợ quá không dám tạo phản nữa vì tiểu bảo nhảy bổ lên lớn tiếng la làm gì có chuyện đó thế này chẳng là vu oan cho người ta ư tô thuyền từ từ lắc đầu đáp chúng ta giết phong tế chung thánh chỉ nói thế là đúng chỉ thừa ba chữ trần cận nam vì tiểu bảo ấp úng hỏi trần cận nam là ân sư sao ta lại ra hại đạo thánh chỉ này của hoàng thượng hỡi ôi người thấy thánh chỉ sao không bảo ta tô thuyền đáp bọn tiểu nhân đã thương lượng với nhau là trong thánh chỉ thừa ba chữ trần cận nam khi tướng công ngó tới, nhất định không được vui lòng. Bọn tiểu nhân, mà mụ nói đây là trò vào bảy vị phu nhân. Bảy vị đã cùng nhau thương lượng về bản cáo trạng, vì tiểu bảo liếc mắt nhìn song nhi, thị lầm nhầm gật đầu, vì tiểu bảo lại nói, mao đại ca ơi, đích thực không phải tiểu đệ sát hại gia sư, còn phong tế chung là tên bạn đồ ở thiên địa hội. Hắn ngấm ngầm, thông phong báo tin với hoàng đế. Mao thập bát cười lạt ngắt lời. Vậy mi là hảo nhân chăng? Vì tiểu bảo ngồi thử ra đá. Tiểu đệ phải vào phân thuyết với hoàng thượng. Xin ngài đổi lại, đổi lại. Gã nói luôn ba lần, đổi lại. Nhưng biết là nhà vua quyết chẳng khi nào vì thánh chỉ dư ba chữ, trần cận nam, mà đổi lại thượng du. Gã tự hỏi, không hiểu tên cầu tặc nào đã tâu hoàng thượng là ta sát hại sư phụ. Hoàng thượng coi hành động này là trung tâm với ngài. Nhưng nhưng vi tiểu bảo này còn làm người được nữa chăng? Trong lòng nóng này, đột nhiên gã huệ một tiếng rồi khóc quả lên. Miệng la, mau đại ca, tô tỷ tỷ, hảo song nhi, tiểu đệ không sát hại sư phụ. Ba người thấy gã đột nhiên khóc giống lên đều giật mình kinh hãi. Tô Thiên vội đến bên nắm lấy vai gã cất giọng ôn nhu nói, trịnh khắc sảng hạ sát lệnh sư ở thông cật đảo. Bọn tiện thiếp đều nhìn thấy cả, mụ nói rồi lấy khăn tay ra lau nước mắt cho gã. Mao Thập Bát bây giờ mới biết tên thân minh võ nghệ cao cường này té ra là một người đàn bà, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên. Vì tiểu bảo chợt nghĩ tới điều gì liền nói, Mao Đại Ca, tên tiểu tử trịnh khắc sảng hiện nay cũng ở Bắc Kinh. Chúng ta đến đối chất, chắc hắn không dám chối cãi. Phải rồi, phải rồi, chúng ta đi ngay bây giờ. Gã nói tới đây, bỗng nghe ngoài cửa có thân binh lớn tiếng hô, thánh chỉ đã tới ngự tiền thị vệ đa tổng quản phụng sắc tuyên đọc thánh chỉ. Vì tiểu bảo đứng dậy ra cửa nghênh tiếp thì thấy đa long đang cười hề hề tiến lại. Vì tiểu bảo quỳ xuống hướng mặt về phía bắc dập đầu chúc cầu thánh thể an khang. Đa long chờ gã lại xong mới nói, hoàng thượng phán bảo phải sai đưa tên phản nghịch thoá mạ ngoài đường phố vào cung để ngài thân hành tra hỏi. Hồi 242, phùng tích phạm ham dâng cáo trạng. Vì tiểu bảo run lên ấp úng nói, người, người đó ư tiểu đệ bắt hắn đem về thẩm vấn kỹ càng thì ra thì ra một tên khùng hắn nói nhăng nói càn toàn những chuyện trời ơi đất hỡi chẳng ra đâu vào đâu nên không ích gì hết tiểu đệ sai đánh một trận như đòn rồi tha cho hắn đi sao sao hoàng thượng lại biết chuyện này thật ra cũng chẳng có chi quan hệ mao thập bát nghe tới đây không nhịn được nữa đập bàn binh binh luôn mấy cái chén bát rớt xuống đất bể loàng xoàng hắn lên tiếng thóa mạ vì tiểu bảo, còn mẹ nó, ai là thăng khung, bữa nay người chửi bới hoàng đế thát đát ở ngoài đường phố chính là lão gia. Lão gia đã không sợ muôn đao ngàn kiếm phân thây, chẳng lẽ lại sợ con mẹ nó hoàng đế thát đát. Vì tiểu bảo ngấm ngầm kêu khổ, gã chỉ mong gạt được vua Khang Hy cùng Đa Long rồi buông tha mau thập bát. Ngờ đâu họ mau lại không hiểu gã có ý bênh vực hắn. Mao Thập Bát đã công nhiên thoá mạ hoàng thượng thì dù hắn có 18 cái đầu cũng không giữ nổi một cái. Đà lòng buông nhẹ tiếng thở dài, nhìn Vi Tiểu Bảo nói, Vi huynh đệ, huynh đệ đối với bạn hữu giang hồ thật là con người đầy nghĩa khí, Tiểu huynh khâm phục lắm. Vụ này huynh đệ đã hết lòng hết sức là nhân cùng nghĩa tận. Chúng ta đi thôi, Mao Thập Bát rào bước ra cửa, đột nhiên quay lại nhổ một bãi nước nọt vào mặt Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đang mãi nghĩ kế vô tình không kịp né tránh bãi nước bọt nhổ chúng vào giữa mặt mấy tên thân binh rút yêu đao ra xông vào gần mao thập bát vì tiểu bảo xua tay nói vụ này coi như bỏ đi đừng làm khó dễ y nữa bọn thuộc hạ của đa long dẫn tới liền lấy khóa tay ra còng mao thập bát lại vì tiểu bảo nghĩ thầm hoàng thượng mà thân hành thẩm vấn mai đại ca thì ngài chưa hỏi được ba câu tất đã sai lôi y ra chém đầu ta phải vào ra mắt hoàng thượng lập tức bất luận bằng một giá nào cũng phải tìm cách cứu y cho bằng được. Gã nhìn Đa Long nói, tiểu đệ muốn vào bái kiến hoàng thượng, tâu rõ nội tình, không nên cho hắn tử thô lỗ này vào trước mặt Long Nhân để hắn gây chuyện với hoàng thượng. Đoàn người kéo vào tới hoàng cung, vì tiểu bảo nghe nói hoàng thượng đang ngồi trong ngự thư phòng, liền xin vào ra mắt. Vua Khang Hy truyền cho vào, vì tiểu bảo dập đầu làm lễ rồi đứng dậy. Đức vua phán hỏi, người thoá mà ngươi lại thoá mà cả ta bữa nay ở ngoài đường phố phải chăng là hảo bằng hữu của ngươi? Vì tiểu bảo tông, minh kiến của hoàng thượng xét soi muôn dặm chẳng có việc gì là thánh thượng phải đoán đến lần thứ hai. Nhà vua hỏi, hắn cũng là người trong thiên địa hội ư? Vì tiểu bảo tông, y không chính thức vào hội, nhưng quen biết nhiều người trong tổ chức này mà lại rất khâm phục sư phụ của nô tài. Y nghe nói trong thánh chỉ của Hoàng thượng Minh Thị rõ rệt là nô tài đã hạ sát sư phụ, tức quá không nhịn được, nên thống mạ nô tài một trận đáo đề. Vua Khang Hy mỉm cười hỏi có phải người đã tuyên bố chặt đứt mối liên hệ với thiên địa hội, không bao giờ lai vãng với bọn họ nữa. Vì tiểu bảo tông, dạ, lần này nô tài đi đánh bọn quỷ la sát không đem theo một người nào trong thiên địa hội. Nhà vua hỏi, rồi đây nếu có bạn cũ ở thiên địa hội đến kiếm ngươi thì ngươi xử sự như thế nào? Vì tiểu bảo tông, nô tài quyết lánh mặt để tránh mọi điều bất tiện. Đức vua gật đầu phán, trong cáo trạng ta đã hạ bút thêm hai tên Trần Cận Nam và Phong Tế chung vào là đỡ cho ngươi được nhiều điều phiền phức. Tiểu Quế Tử, một người không thể đứng trên hai thuyền, người đã hết lòng chung với ta, nhất tâm lo lắng công việc triều đình thì chẳng thể để thiên địa hội dính líu vào được bằng người quyết tâm làm hương chủ hay tổng đà chúa ở thiên địa hội là phải quyết trí phản ta vì tiểu bảo giật bắn người lên quỳ xuống dập đầu tâu nô tài nhất quyết không làm việc tạo phản hồi nhỏ tuổi nô tài chưa hiểu đạo lý có khi hành động hồ đồ nhưng hiện nay đã hiểu sâu sắc đại nghĩa thay mặt đổi lòng hoàn toàn khác trước đức vua gật đầu cười nói thế thì hay lắm gã điên khùng bữa nay thoá mạ ở ngoài đường phố ta giao cho ngươi sáng mai đem ra hành quyết và do ngươi dám chạm. Vì tiểu bảo dập đầu tâu, xin Hoàng thượng Minh dám cho. Nô tài đến được Bắc Kinh làm thần tử Hoàng thượng hoàn toàn do người này, n ấy nô tài chưa đền đáp được, nay nô tài lớn mật thỉnh cầu Hoàng thượng đại xá cho y. Dù nô tài có phải bỏ hết công lao trong cuộc đi đánh bọn quỷ la sát vừa rồi cũng cam lòng. Nô tài xin lùi lại làm lộc đỉnh hồng. Vua Khang Hy nghiêm sắc mặt hỏi, người coi việc triều đình phong tước là trò đùa chăng? Người được thăng thưởng lên hàng nhất đẳng lộc đỉnh công là ơn điền của ta. Thế mà người đem tước lộc phong cáo ra trả giá thì ngươi thật là lớn mật. Vì tiểu bảo dập đầu binh binh tông, nếu hoàng thượng coi đây là việc trả giá, nô tài cũng đành chịu. Lùi xuống lộc đỉnh hầu mà chưa được thì xin lui đến thông cật bá, hay thông cật tử cũng không sao. Nhà vua định ham gã một phen cho gã biết luật lệ triều đình, không ngờ gã là kẻ tiểu nhân sinh trưởng ở nơi quê mùa. Tuy gã đã làm đến nhất đẳng công, đại tướng quân mà tính vô lại chưa thay đổi một chút nào. Nhà vua vừa tức mình lại vừa buồn cười, quát bảo, còn mẹ nó, đứng lên đi, vì tiểu bảo dập đầu lần nữa rồi đứng dậy vua khang hy ngừng mặt lên nói, tổ bà nó, lão gia mà mặc cả với ngươi thì ngươi xin lão gia nhiêu dung cho tên phản nghịch đó, phải đem cái thủ cấp của ngươi đánh đổi lấy cái đầu của hắn vì tiểu bảo mặt buồn rười rượi tâu cuộc trả giá của hoàng thượng dữ quá xin hoàng thượng nới cho một chút nhà vua đáp được rồi ta chịu nhượng bộ ngươi một bước không cắt đầu ngươi thì cắt quả trứng để ngươi vào làm thái giám trong cung thật sự vì tiểu bảo năn nỉ xin hoàng thượng nới thêm cho nhà vua đáp không nới hơn được nữa ngươi không đi giết hắn tức là bất trung với ta còn ngươi đã trung trinh là trung trinh bất trung là bất trung làm gì có chuyện trả giá vì tiểu bảo tông nô tài đối với hoàng thượng giữ vẹn lòng chung, đối với bạn bè coi nặng chữ nghĩa, đối với song thân hết lòng hiếu thảo, đối với thê tử một dạ tự ái. Nhà vua cười khanh khách ngắt lời, người nói vậy thì ra gồm đủ trung hiếu tiếp nghĩa, bề nào cũng toàn vẹn. Hay lắm, giỏi lắm, đáng phục, sáng mai cũng vào giờ này ngươi đem một cái thủ cấp vào đây ra mắt ta. Nếu không có thủ cấp của tên phản nghịch thì là thủ cấp của ngươi vì tiểu bảo không sao được đành ôm đầu lui ra đức vua thấy gã ra đến cửa lại hỏi tiểu quế tử Người có muốn trốn nữa không vì tiểu bảo tông. lần này thì nô tài không dám trốn nô tài về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cách nào làm cho hoàng thượng vui giả lại giữ được nghĩa khí với bạn mà cái đầu của nô tài vẫn bền vững vua khang nghi cười nói hay lắm lâu nay ta không thấy mặt kiến ninh công chúa rất tưởng nhớ y đã sai đi đón y vào cung nhà vua ngừng lại một chút rồi tiếc còn sáu vị phu nhân của ngươi cũng theo công chúa tiến công triều kiến thái hậu thái hậu phán rằng công lao của ngươi không phải là nhỏ ngài muốn thưởng cho cả phu nhân và con cái ngươi vì tiểu bảo tâu đa tạ ơn điền của thái hậu cùng hoàng thượng nô tài dù tan xương nát thịt cũng không đủ báo đền gã lùi ra hai bước không nhịn được còn quay đầu lại tâu tâu hoàng thượng nô tài đã nói là hoàng thượng là đức phật như lai nô tài là tôn ngộ không thì muốn nhảy nhót thế nào cũng không ra khỏi lòng bàn tay hoàng thượng được. Nhà vua mỉm cười đáp, ngươi thần thông quảng đại bất tất phải khách sáo, vì tiểu bảo ra khỏi cửa thư phòng, bất giác thở dài nghĩ bụng, hoàng thượng bắt giữ cả bảy mụ vợ cùng ba đứa con của ta thì dù ta có lớn mật trốn đi, cũng không thể bỏ được. Gã đang đi trên dãy hành lang, Đa Long lại đón vừa cười vừa nói, vì huynh đệ, Thái hậu triệu kiến các vị phu nhân cùng công tử và tiểu thư chắc là ban thưởng rất nhiều. Tiểu huynh có lời công hỉ, vì tiểu bảo chắp tay đáp đa ta đại ca, đa lòng mỉm cười nói, trước khi huynh đệ dẫn quân xuất trinh có dặn tiểu huynh đòi nợ cho thì nay đã đòi được bảy tám phần với những ngân phiếu cộng 260 mấy vạn lạng. Huynh đệ về phủ rồi tiểu huynh đưa sang, vì tiểu bảo cười đáp đại ca đòi được nhiều như vậy quả nhiên bản lãnh phi thường. Gã hàn học nói tiếp tên tiểu từ trịnh khắc sàng sát hại gia sư khiến cho tiểu đệ đến nay hãy còn điên đồng. Tổ bà nó, bữa nay tiểu đệ bị kẻ điên khùng thoá mà ở ngoài đường phố cũng là do mối hỏa của trịnh khắc sàng gây ra. Gã càng nói càng tức rồi bảo Đa Long, Đa Đại ca, xin Đại ca đem nhiều thủ hạ để chúng ta đến đòi nữa. Đa Long nghe gã nói tới vụ đến đòi nợ ở trịnh phủ là một sự hoan lạc nhất của lão. Đã có phủ viễn đại tướng quân, nhất đẳng lộc đỉnh công vi công gia hậu thuẫn, lão tha hồ mà ngăng tàng, không còn úy kỵ gì nữa. Lão liền ưng chịu ngay, đa lòng dặn ngự tiền thị vệ phó tổng quản ở lại trong công trầu trực rồi dẫn một trăm tên thị vệ đưa vi tiểu bảo đến trịnh phu. Trịnh khắc sảng tuy cũng được phong công tước, nhưng so với công tước của vi tiểu bảo thật khác nhau một trời một vực, vì một đằng là phiên vương phản nghịch, một đằng là đại công thần, đại hồng nhân trước giá hoàng đế. Cũng là phủ công tước nhưng thanh thế chẳng giống nhau chút nào. Tấm biển trên cổng lớn viết bốn chữ, hải trừng công phủ, nhưng là chữ đen, làm sao bằng được bốn chữ, lục bình công phủ, của vi tiểu bảo khác bằng chữ vàng. Vi tiểu bảo thấy thế, trong lòng đã mấy phần hoan hỉ, miệng nói, chiêu bài của tên tiểu tử này đâu có bằng được biển chữ vàng của ta. Bọn thị vệ thường đến hải trừng công phủ đòi nợ hai ba ngày một lần nên đã quen thuộc, không cần người gác cổng thông báo, chúng đi vào tự nhiên. Vi tiểu bảo ngồi giữa đại sảnh đa long ngồi một bên trịnh khắc sảng nghe báo có phủ viễn đại tướng quân vi tiểu bảo tới nơi bất giác chân tay luống cuống vì gã là đệ nhất khắc tinh của hắn trên đời này nhưng hắn không dám tránh mặt phải vội vã thay mặc công phục chạy ra nghênh tiếc hắn tiến đến trước mặt vi tiểu bảo chắp tay thi lễ miệng hô vi đại soái vi tiểu bảo không thèm đứng dậy vẫn ngồi bệ vệ ngửa mặt lên trời khịt mũi một tiếng rồi nhìn đa long hỏi đa đại ca Tên tiểu tử trịnh khắc sảng thật là vô lễ. Chúng ta đến đây hàng nửa ngày mà hắn không hỏi gì đến. Phải chăng hắn coi bọn chúng ta không vào đâu? Đa Long đáp đúng thế, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Dù có rụt đầu rụt cổ như con rùa đen, rút cục vẫn không trốn tránh được. Trịnh khắc sảng tức giận đến cực điểm, nhưng phải cúi đầu luồn xuống mái nhà, vì hai người trước mặt hắn thì một người là đại tướng quân trong tay giữ binh quyền một người là ngự tiền thị vệ đô tổng quản, còn hắn chẳng có quyền thế gì, đã là hàng thần lơ láo lại còn bị hiểm nghi. tùy hắn tước vị tôn vinh mà thực ra ở vào tình trạng không bằng kẻ dân thường. trịnh khắc sảng cố gắng nhẫn nại, hắn giọng một tiếng rồi hô vì đại soái đa tổng quản hai vị mạnh giỏi a à, vì tiểu bảo từ từ cúi đầu xuống, ngó thấy trước mặt có một lão già khom lưng đứng đó, đầu tóc lão đã hoa dâm, dung mạo cực kỳ tiểu tùy gã nhìn kỹ thì người này tuổi chưa già, nhưng mặt buồn rười rượi, da mặt nhăn nheo. Túp dâu dưới cằm cũng đã đốm bạc, vì tiểu bảo chú ý nhìn lại, chẳng phải chỉnh khắc sảng thì còn là ai nữa. Mới mấy năm, gã chưa nhìn thấy mặt, mà nay tưởng chừng hắn đã già đi đến hai, ba chục tuổi. Ban đầu vi tiểu bảo rất lấy làm kỳ, nhưng rồi gã hiểu ngay vì mấy năm nay hắn đau khổ nhiều quá thành ra chóng già. Vì tiểu bảo không khỏi sinh lòng lân mẫn, nhưng gã nghĩ tới năm trước trịnh khắc sảng đâm chết Trần Cận Nam ở thông cật đảo, nộ khí lại sông lên óc. Gã cười lạt hỏi, ngươi là ai? Trịnh khắc sảng đã tại hạ là trịnh khắc sảng. Sao vi đại soái không nhận ra? Vì tiểu bảo lắc đầu hỏi lại, trịnh khắc sảng nào? Trịnh khắc sảng đang làm riêng bình vương ở Đài Loan kia mà. Sao lại đến Bắc Kinh? Chắc người giả mạo rồi. Trịnh khắc sảng đã tại hạ quy thuận Đại Thanh, chịu ơn của Hoàng thượng đã được hưởng tức lục vì tiểu bảo nói ủa té ra là thế ngày trước các hạ ở đài loan nói khoác nói lác bảo đánh tới bắc kinh bắt lấy hoàng thượng muốn sao được vậy những câu đó không kể đến nữa ư trịnh khắc sảng ớn lạnh xương sống lưng toát mồ hôi bụng bảo giả gã muốn buộc tội cho ta nên bịa đặt ra những câu này hoàng thượng lại nghe theo lời gã quyết chẳng chịu tin ta từ ngày đa long dẫn bọn ngự tiền thị vệ và quân sĩ kiêu kỵ doanh đến quấy nhiễu không ngớt Trịnh khắc sảng thật là lo buồn khổ sở, một ngày đằng đắng xem bằng ba thu. Sản nghiệp của hắn khá lớn ở Đài Loan bán đi đem đến đây thì 10 phần có đến 8, 9 đã bị bọn chúng hạch sách lấy mất rồi, vì món tiền hơn 200 vạn lạng bạc lớn quá. Cả châu báu cùng đồ trang sức bán hết cũng không đủ trả nợ. Trong lòng hắn hối hận vô cùng, nếu hắn biết trước thế này thì quyết chẳng đầu hàng thanh chiều. Trịnh khắc sảng còn cho là lúc thi lang đến đánh nếu hắn dẫn quân cố sức tử chiến, chưa chắc đã bị thất bại. Dù không thắng thì liều mạng mà chết ngay trước trận cho khỏi tủi hổ với tổ phụ ở dưới suối vàng, lại không đến nỗi phải vô cùng khổ nhục như ngày nay. Vì tiểu bảo nói, đa đại ca, trịnh vương ra đây ngày trước oai phong tứ diện, lẫm liệt tám phương. Mới đây tiểu đệ còn nghe nói có người đến tiếp rước vương gia về Đài Loan, lên ngôi vương vị trở lại. Rồi gã hỏi trịnh khắc sảng, trịnh vương gia. Người đến đón tiếp vương gia là ai vậy? Tiểu đệ muốn điều tra cho biết rõ đặng tâu lên thánh thương. Trịnh khắc sảng cất tiếng run run đáp vì đại soái xin đại soái nương tay cho tại hạ được nhờ. Câu chuyện mà đại soái vừa nói đó, hoàn toàn, không đúng sự thật. Vì tiểu bảo ngắt lời, ô hay, thế này thì kỳ thật. Gã quay lại hỏi đa long, đa đại ca, có phải hôm qua chúng ta túng được một tên bạn đồ không? tên lớn tiếng thoá mạ hoàng thượng rồi chửi bới tiểu đệ hắn nói là bộ thuộc cũ của trịnh vương gia gã dừng lại một chút rồi nói tiếp tên đó còn bảo trịnh vương gia ở bắc kinh bị người ta khinh thường nên đến báo thù cho y và giết hết những gì mãn thanh thát đát trịnh khắc sảng nghe tới đây đứng không vững được nữa quỳ hai gối xuống cất giọng run run năn nỉ xin vi đại soái tha mạng cho tiểu nhân trước kia đắc tội với đại soái thật đáng muôn thác nhưng lão nhân gia đại nhân đại lượng mở cho tiểu nhân một đường sinh lộ tiểu nhân cầu khẩn hoàng thiên bảo hữu cho lão nhân gia công hầu vạn đại Vì tiểu bảo cười lạt hỏi ngày trước các hạ lúc hạ sát sư phụ ta có nghĩ tới bữa nay không đột nhiên một người từ hậu đường rào bước tiến ra người này cao mà gầy vẻ mặt rất tinh anh lão chính là nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm phùng tích phạm sấn vào bên trịnh khắc sảng, kéo hắn đứng dậy rồi nhìn vi tiểu bảo nói vụ giết Trần Cận Nam ngày trước hoàn toàn là chủ ý của tại hạ, chẳng liên quan gì đến trịnh công gia. Các hạ muốn báo thù cho sư phụ thì cứ việc hỏi tại hạ là xong. Vì tiểu bảo trước nay vẫn đem lòng úy kỵ phùng tích phạm, bây giờ thấy lão hùng hùng hồ hồ, bất giác toàn thân gã co rúm lại ngồi trong ghế. Gã ấp úng hỏi, các hạ, muốn đánh người chăng? Đà lòng cũng nhảy bổ lên hô, quân bay đâu, lập tức mười mấy tên thị vệ kéo ùa vào. Vì tiểu bảo thấy bên mình đông người thế mạnh mới yên lòng, gã lớn tiếng hô, những người này ở kinh sư lớn mật hành hung. Hãy bắt lấy hắn, bốn tên thị vệ đồng thời vươn tay nắm lấy cánh tay phùng tích phạm. Phùng tích phạm vẫn không kháng cự dõng dạc nói, bọn tại hạ đã quy hàng triều đình, hoàng thượng phong trịnh công ra làm hải trừng công, lại phong tại hạ làm trung thành bá, kim khẩu của hoàng thượng đã tuyên bố, bao nhiêu chuyện cũ đều bỏ đi hết quyết không hỏi tới. Vì đại soái đại nhân mượn việc công để báo tư thù đổ oan cho người ngay bọn tại hạ phải đến giãi bày trước hoàng thượng vì tiểu bảo cười lạt đáp phùng đại nhân là người ngay là hảo nhân ha ha bữa nay tại hạ mới được nghe nói lần đầu nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm phùng đại nhân là một đại hảo nhân phùng tích phạm nói bọn phùng mỗ từ ngày đến bắc kinh yên phận thủ thường chưa từng giao thiệp với một người nào nhất là không tơ hào dám vi phạm vương pháp những vị thị vệ đại nhân không ngớt đến đây xòe tay đòi tiền khiến bọn tại hạ phải khuynh ra bại sản để ứng phó, nhưng những cái đó cũng không đáng kể. Nay vì đại soái lại muốn bịa chuyện để khép tội bọn tại hạ, Đức Hoàng Thượng Sáng soi muôn dặm, e rằng không phải chuyện đại nhân muốn ghép tội cho ai cũng được. Lão là người có đồng lược lại có kiến thức chứ không ngu ngốc như trịnh khắc sang. Lão nói năng cứng rắn một hồi khiến cho vi tiểu bảo trong lúc nhất thời khó bề biện bác. Gã nghĩ thầm, hai người này tuy là hàng nhân ở Đài Loan, nhưng đã được triều đình phong tước, dĩ nhiên khó mà lấn áp. Nếu mình muốn phản tỏa bọn họ thì Đức Hoàng thượng chỉ hỏi mấy câu là lập tức biết rõ ngọn ngành. Hoàng thượng mà điều tra được mình có ý báo thù cho sư phụ, nhất định khép tội. Lòng gã nhũn ra rồi, nhưng ngoài miệng vẫn cứng, gã hỏi, hôm qua bọn ta bắt được tên phản nghịch, chính hắn cung xưng thừa nhận là đến rước trịnh vương gia về Đài Loan, chẳng lẽ con già được ư? Phùng Tích Phạm đáp: hạ người đó tùy tiện nói cản tin thế nào được? Xin vi đại soái đưa người đó đến đây, bọn tại hạ sẽ cùng hắn lên hình bộ đối chất. Vì Tiểu Bảo hỏi Phùng đại nhân muốn đối chất ư? Ừ, thế thì hay lắm, thế là tuyệt diệu. Gã quay sang hỏi Trịnh Khắc Sảng, Trịnh Vương gia chỗ tiền mà Vương gia thiếu, tại hạ đến bao giờ mới thanh toán? Phùng Tích Phạm nghe Vi Tiểu Bảo đánh chống lảng, lại quan hình đoán sắp đoán ra gã sợ Hoàng thượng hay biết vụ này. Lão nghĩ bụng cơ sự đã như vậy ta phải đánh bảo đưa ra trước hoàng đế. Hoàng đế tuy nhỏ tuổi nhưng rất đỗi anh minh nhất định ngài phân biệt được ai phải ai trái ai gian ai ngay. Nếu ta không nhân cơ hội này làm cho ra lẽ thì rồi đây còn phải phiền lụy vô cùng. Gã tiểu tử họ vi này bức bách chúng ta đến bước đường cùng, không thể nhượng bộ được nữa. Gã dồn bọn ta vào chân tường thì ta quyết liều với hắn một phen rồi ra sao thì ra, quyết định chủ ý rồi. Lão nói, vì đại soái đa tổng quản, bọn tại hạ phải làm cáo trạng, vì tiểu bảo giật bắn người lên, bụng bảo giả hắn mà đưa cáo trạng đến hoàng đế thì thật dày già dà cho mình. Nhưng ta chẳng thể tỏ ra khiếp như, gã liền đáp hay lắm, các vị huynh đệ, bắt cả họ trịnh này đưa đi, đa lòng không khỏi ngần ngừ, trịnh khắc sàng đã được phong công tước, đến đòi tiền hắn thì không sao. Nhưng muốn bắt hắn mà chẳng có chỉ dụ của triều đình thì không được. Lão liền khẽ đáp vi đại soái chúng ta hãy tâu hoàng thượng trước rồi hãy bắt người. Trịnh khắc sàng yên tâm được một chút, liền hỏi, tại hạ có phạm tội gì đâu mà các vị lại muốn bắt tại hạ. Hồi 243, giận lão phùng lo mưu tẩy oán. Vì tiểu bảo liền thuận gió dương bùm đáp vương gia có phạm tội hay không bây giờ chưa thể biết được. Có điều vương gia còn thiếu nợ tại hạ chưa thanh toán xong thì tính sao đây? Vương gia định trả tiền hay là đi theo tại hạ? Trịnh khắc sảng nghe chừng có thể khỏi bị bắt liền nói ngay. Tại hạ xin trả tiền. Tại hạ xin trả tiền. Hắn vội tiến vào nội đường lấy một tập ngân phiếu. Đồng thời hai tên gia đình bưng ra một cái mâm đựng kim ngân và đồ trang sức. Trịnh khắc sảng nói. Vì đại soái tỷ chức dốc hết cả hòm xiềng mới được chừng 8, 9 vạn lạng bạc. Hiện giờ thực tình không đào đâu ra được nữa. Vì tiểu bảo hỏi không đào đâu ra được nữa ư. Tiểu đệ không tin như vậy vương gia đưa tiểu đệ vào tìm kiếm xem sao trịnh khắc sảng ngập ngừng đáp cái đó cái đó có điều không tiện phùng tích phạm tức quá lớn tiếng bọn tại hạ không phạm vương pháp mà vi đại soái đòi khám xét trong nhà thì có thánh chỉ hay văn thư của hình bộ đại đường không vì tiểu bảo cười đáp đây không phải là chuyện khám nhà nhưng trịnh vương gia bảo không đào đâu ra được một phân bạc nào nữa tại hạ nhận thấy vương gia còn có tiền bạc e rằng y đem vàng bạc châu báu cất giấu trong bí thất không chừng còn đau thương võ khí, áo long bảo long cồn gì cũng nên. Trong lúc nhất thời y không kiếm thấy, nên bọn tại hạ vào kiếm dùng. Trịnh khắc sảng nói, khi nào tại hạ dám giấu, long bảo long cồn gì gì đâu. Hơn nữa ti chức mới là công tước, vậy chẳng khi nào dám nhận hai chữ, vương gia, mà đại soái xưng hô. Ti chức xin đại soái miễn cách xưng hô đó, vì tiểu bảo nhìn đa long nói, đa đại ca xin đại ca kiểm điểm xem chỗ đó cộng được bao nhiêu. Đa Long và hai tên thị vệ kiểm ngân phiếu rồi đáp, tập ngân phiếu cộng được 5 vạn 4.300 lạng bạc. Còn một ít đồ nữ trang thì đa mỗ không biết thế nào mà đánh giá. Vì tiểu bảo thò tay vào món trang sức đảo lộn mấy cái, cầm một cành kim phụng thoa dơ lên làm bộ giật mình kinh hãi hỏi, trời ơi, đa đại ca, sự vật này phạm cấm điều, đức hoàng thượng là rồng, chính cung nương nương là phụng, sao? sao vương phi của trịnh vương gia cũng xài kim phụng thoa. Phùng tích phạm tức giận lại lớn tiếng vì đại soái đại soái bới lông tìm vết để ghép chúng ta vào vòng tội lỗi. Bữa này phùng mỗ đành phải liều mạng với đại soái vàng bạc cùng đồ trang sức trong các tiệm ở khắp thiên hà còn tiệm nào không có những cành thoa hình chim phường. Nữ quyến ở các nhà quan lại trong thành Bắc Kinh còn ai không cài kim phụng thoa vì tiểu bảo nói té ra phùng đại nhân đã coi hết nữ quyến các nhà quan tư ở thành bắc kinh ồ vậy phùng đại nhân bảo các vị thái thái cùng tiểu thư nhà ai đẹp nhất gã tặc lưỡi mấy tiếng nói tiếp thật là lợi hại thật là ghê gớm được coi nữ quyến hết mọi nhà quyền quý trong thành thì nhãn phước không ai bì kịp vương phi của khang thân vương tiểu thư ái nữ của quan binh bộ thượng thư minh châu phùng đại nhân cũng nhìn thấy rồi chứ Phùng tích phạm tức quá không nói nên lời mà trong lòng quả cũng khiếp sợ. Lão biết gã thiếu niên này giao du thân mật với hết các nhà quyền quý đồng chiều. Nếu gã thêm dầu thêm mỡ đồn đại vụ này ra ngoài thì thật phiền cho lão. Trịnh khắc sảng không ngớt khom lưng xá giải nói, vì đại nhân, nhất thiết xin đại nhân bảo toàn cho, ti chức năn nỉ đại nhân dung tình, vì tiểu bảo thấy mình nói mấy câu khiến cho phùng tích phạm khiếp sợ không dám lên tiếng nữa gã cười ha hà bảo đa long đa đại ca thể diện của tiểu đệ còn kém đại ca xa lắm đa đại ca đòi nợ được hơn 200 vạn lạng bạc mà chính tiểu đệ thân hành xuất mã lại chỉ được một chút thế này trịnh khắc sảng đã thực tình trong nhà ti chức không còn chút gì nữa quyết chẳng khi nào dám quỵt nợ vì tiểu bảo nói chúng ta về thôi chừng 10 ngày hay nửa tháng người nhà trịnh vương gia ở đài loan sẽ vận chuyển vàng bạc đến chúng ta lại tới đòi Gã nói rồi đứng dậy ra khỏi sảnh đường. Phùng tích phạm nghe giọng vi tiểu bảo thấy câu nào gã cũng cố ý vu hãm trịnh khắc sàng vào việc mưu đồ phản loạn và vẫn liên kết với bộ hạ cũ ở Đài Loan. Đây là một trọng tội đưa đến chỗ diệt tộc, nếu không biện minh thì suốt đời bị uy hiếp, khó lòng làm người được. Lão liền gióng giạc nói, bọn phùng mỗ luôn luôn giữ đạo công bằng, tuân theo phép nước, chẳng bao giờ dám bước lệch lạc ra ngoài khuôn phép bữa nay vì đại soái cùng đa tổng quản đã nói những gì ở đây bọn phùng mỗ phải nhất nhất tâu bày lên đưa câu hoàng thượng nếu không thì vòm trời tuy rộng bát ngát mà bọn tại hạ không còn đất đứng vì tiểu bảo cười hỏi các vị muốn đất đứng ư có chứ có chứ trịnh vương gia phùng tướng quân các vị trở về đài loan há chẳng là một khu vực rất lớn để các vị đặt chân hai vị đang thương nghị về việc tìm đất đứng vậy bọn tại hạ không dám quấy nhiễu nữa rồi gã dắt tay đa long băng băng đi ra cửa. Vì tiểu bảo về đến phủ, lập tức truyền mở tiệc rượu, mời đoàn thị vệ ăn uống. Đa long sai thủ hạ đem bốn chiếc dương vào mở ra, trong đựng toàn bạc vàng châu báu và một tập ngân phiếu. Lão cười nói đòi nợ mấy tháng trời khiến cho gia sản của tên tiểu tử trịnh khắc sảng mất quá nửa vào chỗ này. Vì huynh đệ, huynh đệ kiểm điểm lại rồi thu nhận lấy. Vì tiểu bảo lấy tập ngân phiếu ước chừng mười mấy vạn lạng đưa ra nói, tên cầu tặc này sát hại gia sư, nhưng hắn được hoàng thượng phong cho tước vị, mối thù của tiểu đệ không thể trả được. Đa tả đại ca cùng chúng vị huynh đệ chỉnh hắn một phen thê thảm, khiến tiểu đệ cũng hà lòng. Gia sư không có gia quyến, số bạc này chẳng dùng làm gì. Tiểu đệ trích một phần cho người đến Đài Loan xây cất một ngôi từ đường lớn để thờ phục ân sư còn bao nhiêu xin đại ca và chúng vị huynh đệ chia nhau. Đa lòng xua tay lia lịa đáp, không được đâu, không được đâu, đây là tiền trịnh khắc sảng thiếu nợ huynh đệ. Hàng ngày huynh đệ sai mấy tên thân binh đến gõ cửa nhà hắn đòi nợ, dĩ nhiên hắn phải trả. Bọn tiểu huynh làm giúp huynh đệ một việc nhỏ mọn phòng có chi đáng kể. Chúng ta đã là người một nhà, khi nào còn lấy tiền của huynh đệ? Vì tiểu bảo cười nói, chẳng giấu gì đại ca, sản nghiệp của tiểu đệ rất dư giả tha hồ xài không hết. Đã là hào bằng hữu thì có tiền cùng xài, sao còn nói đến chuyện riêng Tây? Đà Long nhất định không chịu thu nhận, hai người tranh luận đến đỏ mặt tía tai, sau cùng bọn thị vệ phải lấy 100 vạn lạng bạc gọi là thảo trái phí. Còn bao nhiêu Đa Long thân hành đem vào nội đường ở Vi phù cả những thị vệ thường trực ở trong cung cũng được chia phần, mỗi người mấy ngàn lạng. Bọn thị vệ sung sướng hoan hô nhiệt liệt, cơm no rượu say rồi, chúng mở bàn bài cầu và bàn xúc sắc đánh ngay ở nhà đại sảnh trong phủ công tước. Mọi người đánh bạc cho đến canh hai, vi tiểu bảo nhìn Đa Long nói, Đa đại ca, tiểu đệ còn muốn phiền đại ca giúp cho một việc. Đa Long đang hồi vận đỏ, trong lòng khoan khoái, cười đáp, được rồi, bất luận việc gì, huynh đệ cứ cho hay là được. Nhưng lão chợt nhớ tới điều gì, nói tiếp chỉ có một điều chẳng thể làm xong là tên hắn tử điên khùng chửi bới ngoài đường phố. Hoàng thượng đã truyền cho tiểu huynh phải phòng thủ nghiêm mật để sáng mai đưa ra pháp trước hành hình, do huynh đệ làm dám chạm. Nếu tiểu huynh vị tình riêng mà buông tha hắn, tất hoàng thượng sai chém đầu mình. Vì tiểu bảo quả nhiên định ủy thác lão về vụ này, ngờ đâu lão đã chặn đầu trước, gã nghĩ bụng, đức hoàng thượng thần cơ diệu toán, việc gì cũng tiên liệu được. Mình chịu bỏ ra một trăm vạn lạng bạc để mua mạng sống cho mau đại ca mà không xong. Trong lòng căm hận, gã lại muốn đến nhà trịnh khắc sảng đòi nợ, nhưng nghĩ tới tình trạng suy đồi của hắn và đã hành hạ, vũ nhục hắn đến cùng cực. Nếu còn đi uy hiếp một kẻ khốn cùng sao phải đấng anh hùng, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng gã đáp, về vụ hán tử điên khùng, hoàng thượng đã thân hành dặn bảo, tiểu đệ dù lớn mật đến đâu cũng chẳng dám buông tha y. Gã dừng lại một chút rồi tiếc, bữa nay chúng ta đến đòi nợ trịnh khắc sảng như vậy là đủ rồi chỉ còn tên thủ hạ của hắn là phùng tích phạm còn mẹ nó thằng cha này đáo để thật chúng ta đều bị nó khinh khi cái giận này tiểu đệ không nuốt trôi được mấy tên thị vệ đứng bên nghe vi tiểu bảo nói vậy liền đồng thanh phu hòa bọn tiểu nhân bữa nay thấy cử động cùng lời nói của lão phùng cũng tức đầy ruột vì đại soái bất tất phải phiền lòng để bọn tiểu nhân sấn đến nhà lão hỏi tội Lão bất quá là một tên bại tướng đầu hàng mà dám sinh cường ở giữa thành Bắc Kinh này thì bọn tiểu nhân chẳng hóa ra vô dụng. Bọn thị vệ càng nói càng hầm hực, những muốn đến bá tước phủ ngay lập tức để hành hung phùng tích phạm. Vì tiểu bảo đáp chúng ta có đi làm tội con rùa đó thì không nên ra mặt để các quan hay biết. Lỡ ra họ đàm bản tấu lên hoàng thượng thì thanh danh của ngự tiền thị vệ không khỏi bị tổn thương. Đà Long cũng nói theo, đúng lắm, đúng lắm huynh đệ lo xa như thế là phải. Vì tiểu bảo lại nói, đa đại ca cũng đừng xuất mã, xin trương đại ca và triệu đại ca, hai vị dẫn anh em đi. Gã quay lại nhìn Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền dặn các vị mạo xưng là tù hạ của Thái Đô Thống ở tiền phong doanh nói là có công vụ khẩn cấp mời con rùa phùng tích phạm đến thương nghị. Lão con rùa dù có sinh giả hoài nghi cũng vẫn phải đi. Hai vị đưa hắn đến nửa đường rồi xích tay khóa chân lại, dùng vải đen bịt mắt lão cả miệng cũng nhét hạt thị vào. Hai vị đưa lão ra phía đông thành rồi lại quanh sang phía tây, đi vòng vèo một lúc, sau cùng hãy đưa tới đây. Đến lúc đó các huynh đệ đánh lão một trận như đòn, lột hết quần áo rồi đưa đến bỏ trên giường di thái thái của thái đô thống. Bọn thị vệ nghe gã nói tới đây không nhịn được phải phi cười và đều khen là diệu kế. Bọn ngự tiền thị vệ và bọn quan minh tiền phong danh trước nay vốn có chuyện bất hòa, chạm chán nhau thường gây cuộc ẩu đà đa long và thái đô thống tranh đấu ra mặt cũng có ngấm ngầm cũng có nhưng thủy chung trong 7 tám năm trời chẳng ai làm gì được ai đa long lại càng khoan khoái xen vào lão thái sợ vợ quá lão lấy tỷ thiếp mà không dám đưa về nhà mới đây lại cưới đệ bát phòng di thái để ở hẻm điềm thùy ban đêm lão thái cũng không dám đến đó ngủ chúng ta mà đem phùng tích phạm lột hết quần áo đến bỏ trên giường tân di thái của lão thì lão tức đến bể mật dù lão có nghi ngờ bọn ta giờ trò quỷ nhưng anh em đừng ai tiết lộ phong thanh, lão vẫn chẳng làm gì được. Bọn thị vệ liền bỏ hết huy hiệu thị vệ trên người ra. Chúng hề hà kéo nhau đi ngay, vì tiểu bảo cùng Đa Long ngồi ở sảnh đường uống rượu chờ đợi. Vì tiểu bảo lại sai thân binh chia thành từng tốt ra ngoài do thám. Lát sau có tin về báo đoàn thị vệ đã đến trước trung thành bá phủ gọi cửa xin ra mắt. Phùng tích phạm thân hành ra đón tiếp mời mọi người vào uống trà trương khang niên cho lão hay là vâng lệnh thái đô thống đến thương nghị tức khắc vì có tin báo quân tình khẩn cấp ở đài loan phùng tích phạm lên kiệu đi ngay anh em thị vệ đưa hắn ra phía tây thành và đã khóa tay xích chân lão rồi lại bắt hết bọn tùy tùng của lão đoàn người đi về phía bắc gặp bọn lính canh của phủ cửu môn đề đốc chặn hỏi triệu tề hiền lớn tiếng đáp đây là đội tiền phong doanh phùng tích phạm trong kiệu nhất định cũng nghe rõ đoàn người đang đi về phủ này, sau khoảng thời gian cháy tàn nén hương, đoàn thị vệ áp giải phùng tích phạm đến. Trường Khang Niên lớn tiếng hô, khải bẩm thái đô thống, đã giải phạm quan phùng tích phạm về đây, vì tiểu bảo nắm tay lại thành quyền ra hiệu đánh đi. Bọn thị vệ lớn tiếng la, phạm quan phùng tích phạm thông đồng với bọn phản nghịch, âm mưu bất pháp. Thái đô thống ra lệnh khảo đà, phùng tích phạm võ công cao cường lại là người cơ cảnh ngay lúc bọn thị vệ mạo xưng là quan binh tiền phong doanh đến mời lão đã nhìn ra có chỗ không đúng nếu lão muốn trốn thoát thì bọn thị vệ tuy đông người nhưng nhất quyết không thể bắt được song sau khi đầu hàng được phong ba tước lão đinh ninh dù đối phương cố ý hãm hại nhưng đức hoàng thượng anh minh sẽ phân rõ gian ngay nếu hắn trốn chạy cho thoát thân thì không khỏi mang tiếng sợ tội nên mới trốn tránh và từ đây bao nhiêu tước lộc vinh hiền đều trôi theo dòng nước lão nghĩ vậy nên chẳng kháng cự gì hết phùng tích phạm vì tham đồ phú quý mà để mình là một tay cao thủ võ lâm đương thời cho bọn thị vệ đánh đến thừa sống trí chết vì tiểu bảo nhìn lão mũi đổ máu tươi nội thương trầm trọng cảm thấy khoan khoái trong lòng vì mối thủ giết sư phụ coi như đã trả được phân nửa gã sợ tiếp tục đánh nữa có khi chết người liền xua tay ra hiệu cho thị vệ dừng lại gã lại sai thân binh lột hết quần áo phùng tích phạm dùng một tấm chiếu quân lấy người lão. Lúc này phùng tích phạm chỉ còn thoi thóp thở, không biết gì nữa, Đa Long cười nói, bây giờ đưa đến nhà bát di thái mà bỏ. Triệu Thề Hiền cười nói, hay hơn nữa là lột trần cả bát di thái của lão thái rồi cột hai người vào với nhau. Bọn thị vệ khoái trá reo lên, hay tuyệt, Đa Long muốn được coi bát di thái của thái đô thống thân thể lõa lồ, liền cười nói, lần này để ta đi hướng dẫn anh em mấy người khiêng phùng tích phạm lên toàn xuất phát thì đột nhiên hai tên thân binh chạy vào trước mặt vi tiểu bảo báo cáo khải bẩm đại soái ngoại trạch của thái đô thống trong hẻm điềm thủy hiện đang xảy cuộc náo loạn đánh nhau đến trời long đất lờ mọi người đều giật mình kinh hãi tự hỏi sao lại tiết lộ phong thanh để thái đô thống biết mà phòng bị vụ này hỏng bét rồi vi tiểu bảo hỏi những ai đánh lộn một tên thân binh đáp, bọn tiểu nhân tám tên vâng tướng lệnh của đại soái đến do so thám mặt trước mặt sau hẻm điêm thủy bỗng thấy một đội nương tử quân chừng ba, bốn chục người. Vì tiểu bảo trao mày ngắt lời, nương tử quân là cái gì? Tên thân binh đáp, trình đại soái đội người này toàn là nữ nhân bản chân to tướng. Người thì cầm cán miến côn kẻ thì dùng tẩy y bồng. Lại có người cầm gióng cửa, đòn gánh xông vào ngoại trạch của thái đô thống đánh loạn xa ngầu họ lôi bọn tiểu cô nương rất xinh đẹp ra, rồi dùng bì tiễn quất lấy quất đề. vì tiểu bảo và đa long nhìn nhau kinh hãi, chẳng hiểu nguyên nhân ra làm sao. vì tiểu bảo rục đi do thám nữa xem sao. hai tên thân binh giả một tiếng toan chạy ra cửa thì toán do thám thứ hai chạy về báo bẩm đại soái thái đô thống cưỡi khoai mã đã đến hẻm điềm thủy quần áo lão mặc không chỉnh tề, một chân xỏ giày một chân không người thống lĩnh đội nương tử quân đến đánh hẻm điềm thủy chính là thái đồ thống phu nhân. Mọi người nghe nói phá lên cười, tên thân binh nói tới đây, chính hắn cũng không nhịn được phải rũ ra mà cười. Sau mới nói tiếp vị thái thái đó nằm lấy thái đồ thống tắt hai cái vào mặt rồi lại đá thêm một cước, coi khiếp quá. Thái đồ thống phải khon lưng xá giải năn nỉ, thái thái hãy bất giận, thái thái hãy bất giận, vì tiểu bảo và bọn thị về cười hô hố hai người biết thái đô thống phu nhân nổi cơn ghen nên đến đánh ngoại trạch của lão. Đa lòng khoa chân múa tay nói, có thế mới đáng đời lão thái. Vì tiểu bảo chợt động tâm cơ nói, đa đại ca, đại ca thống lãnh nhân mã đến giàn xếp đi. Thế là từ nay đại ca nắm được tóc lão thái và đội tiền phong doanh của lão cũng không dám đối nghịch với bọn ngự tiền thị vệ chúng ta nữa. Đà lòng nghe vi tiểu bảo nhắc nhở mừng quá, đưa tay lên gõ vào chán mình đánh, một tiếng rồi cười nói, tiểu huynh thật là hồ đồ, gặp cơ hội tốt này sao không chụp lấy, anh em ơi, chúng ta đi coi nhiệt náo, lão thống lãnh đoàn thị vệ chạy thẳng đến hẻm điềm thuy. Vì tiểu bảo thấy phùng tích phạm nằm thẳng cẳng dưới đất bụng bảo giả, đã đến thế này thì ta phải nghĩ cách khác để xử trí lão con rùa. Hai tay chắp để sau lưng, gã bước lui rồi lại bước tới trong sảnh đường, lẩm bẩm một mình, trời sáng là ta phải đi giết mau đại ca biết làm thế nào để cứu mạng y, cướp pháp trường ở đại danh phủ thì không được rồi. Pháp trường, pháp trường, đột nhiên gã tới tùm tích, pháp trường hoán tử, bất giác bụng bảo giả, phải rồi, tiết cương gây nên tai vả, toàn gia bị xử trảm có lão giả dâu bạc là từ gì đó đem con mình ra pháp trường đổi lấy tên tiết gì đó. Vì tiểu bảo coi hát rất nhiều, tuy gã không nhớ tên những vai trò, nhưng tuồng tích lại nhớ rất rõ sau khi nghĩ tới tấn, pháp trưởng hoán tử, gã liền tưởng nhớ đến vở tuồng, siêu cô cứu cô, trong thiên cố sự này có người dâu đen tên gọi trình anh đem con mình ra đổi lấy con chủ. Lão để con mình chết đặng cứu mạng cho tiểu chủ nhân. Rồi gã tự nhủ, cái này không được, may mà mau đại ca ra ngoài lứa tuổi với con ta, không thì ta phải đem hổ đầu, đồng trùy ra pháp trường để chịu chết đặng đổi lấy mau đại ca. Nói vậy thì nói, tình bằng hữu tuy thâm trọng, nhưng sự tình này chắc ta không dám mà cũng không phải làm. Hay lắm, hay lắm, gã vung cước đá vào phùng tích phạm một đòn khá nặng, rồi nói, vận khí lão còn khá lắm. Vì đại soái thu lão làm con hờ, vì đại soái không bỏ được con ruột để đem đổi mạng. Còn con hờ thì tha hồ, gã liền gọi đội trưởng thân binh vào dặn dò mật kế. Gã thưởng cho hắn một ngàn lạng bạc và giao một ngàn lạng bạc để hắn chia cho những thân binh cộng sự trong vụ này. Tên đội trưởng khom lưng tạ ơn nói, xin đại soái cứ yên tâm, nhất thiết tiểu nhân làm được ổn thỏa, quyết không lầm lỡ. Vì tiểu bảo an bài xong đâu đấy rồi đi vào nội đường. Bảy vị phu nhân cùng con trai con gái đều được thái hậu triệu vào cung. Trong nhà vắng ngắt, vi tiểu bảo để nguyên áo nằm xuống giường nghỉ. Chẳng bao lâu trời đã sáng rõ, vào khoảng giờ thìn, trong cung có chỉ dụ đưa ra nói, giang dương đại đạo là mau thập bát đại nghịch vô đảo nhục mạ đại thần phải đem hành quyết. Phái phủ viễn đại tướng quân, nhất đảng lộc đỉnh công vi tiểu bảo làm giám trạm. Vì tiểu bảo tiếp thượng dụ xong ra ngoài cửa phủ điểm thân binh. Bỗng thấy đa lòng dẫn mấy chục tên ngự tiền thị vệ áp giải mau thập bát tới nơi. mao thập bát mũi sưng, mắt tím, mặt đầy những móng. Hiển nhiên hắn đã phải chịu khổ hình, nhưng thái độ rất quật cường. Hắn vừa thấy vì tiểu bảo lại lớn tiếng thóa mạ vì tiểu bảo. Mi là một tên hán gian vô liêm sỉ. Bữa nay lão gia phải ra pháp trường chịu chém mà ngươi làm dám chảm quan. Lão gia chết chẳng có chi hoan uổng. Ai bảo lão gia ngày trước đôi mắt vào ổ điếm ở Dương Châu dắt tên tiểu hán gian đưa tới Bắc Kinh, bọn thân binh lớn tiếng quát tháo. Nhưng Mao Thập Bát vẫn chửi bới một thêm hung dữ, vì tiểu bảo lờ đi như không nghe thấy và không lý gì đến Mao Thập Bát. Gã quay lại hỏi Đa Long tình hình lão thái gia làm sao? Đa Long cười đáp đêm qua tiểu huynh tới nơi thì lão thái bị phu nhân cào cho mặt đầy vết máu. Lão vừa ngó thấy tiểu huynh thì bẽn lẽn quá chừng. Vì tiểu bảo hỏi lão có nói gì không? Đa Long đáp lão chưa kịp nói thì tiểu huynh đến can khéo để lão khỏi hồ thẹn. Đồng thời khuyên giải phu nhân của lão, tiểu huynh còn đưa bát di thái về nhà để y bầu bạn với hai à tiểu thiếp của tiểu huynh. Thế là lão thái thiên ân vạn tả, cảm kích tiểu huynh không biết đến đâu mà kỳ. Vì tiểu bảo cười hỏi, dùng mạo vị bát di thái đó thế nào? Đà lòng chĩa ngón tay cái lên đáp, hà hà, thật không còn chê vào đâu được. Hồi 244, những âm mưu đánh cháo phạm nhân. Vì tiểu bảo cười hỏi, đại ca thấy sắc đẹp có điên đảo thần hồn rồi mượn gió bẻ măng không? Đà lòng cười ha hà, hà đáp, cái đó huynh đệ cứ yên tâm, dù huynh đệ có đến 120 trái tim cũng đừng lo ngại chi hết. Đại ca về cái đó kém lắm lão thái tuy là đối đầu của đại ca nhưng đại ca quyết chẳng làm trò đó hai người áp giải mao thập bát đi về phía pháp trường ở cửa thái thị đa long cưỡi ngựa vì tiểu bảo ngồi trên cỗ xe lớn màu lục mao thập bát ngồi trong xe bò không có mui hai tay trói giặt ra đằng sau nơi cổ cắm tấm biển gỗ đầy hàng chữ khâm phạm mao thập bát lập tức hành hình cỗ xe bò từ chợ lừa ngựa đi về phía tây chăm họ tới tấp đi coi rất đông Mao thập bát dọc đường lúc kêu la, lúc hát ngao, lúc lại gầm lên. Lão gia từ năm 18 tuổi đã nên trang hảo hán mới mang danh là Mao thập bát. Lão gia biết trước phải vã mất đồng, chăm họ hai bên đường phố lớn tiếng hoan hô, ca ngợi, giỏi lắm, đáng mặt hán tử giang hồ. Xe bò đến chỗ gã tư hai đường phố lớn giao nhau ở cổng tuyên võ là tới pháp trường cửa Thái Thị. Bọn thân binh của Vi Tiểu Bảo đã làm nhà dạp ngay đêm hôm trước trước sau nhà giạp đều có quan binh bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. đa lòng vâng mật chỉ của vua Khang Hy, chỉ sợ bọn thiên địa hội đến cướp pháp trường, đã thông chi cho cửu môn để đốc phái một ngàn quan binh canh giữ bốn mặt. Mao thập bát đứng giữa pháp trường, oai phong lẫm liệt hô lớn, chúng ta đều là trăm họ người đại hán, giang sơn gấm vóc của chúng ta bị bọn thát đát chiếm cứ. Nhưng có một ngày sẽ giết hết bọn thát đát không còn một mống. Vì tiểu bảo xuống kiệu tiến vào nhà giạp cỗ kiệu lớn dừng lại ở bên, vì tiểu bảo vào ngồi ghế giữa, gã mời Đa Long ngồi một bên. Đa Long trao mày hỏi, tên khâm phạm kia nói toàn điều đại nghịch vô đạo làm phiến động lòng người. Chúng ta chém hắn lẹ đi cho rồi, vì tiểu bảo đáp phải đấy, rồi gã hô đem phạm nhân vào đây. Bốn tên thân binh dẫn mau thập bát vào, để hắn quỳ xuống, nhưng hắn nhất định không quỳ. Vì tiểu bảo nói, hắn không quỳ thì thôi gã quay lại nhìn đa long hỏi đại ca đã xét nghiệm đích thân trọng phạm chưa không lầm lẫn đấy chứ đa long đáp không thể lầm được vì tiểu bảo tuyên bố đã nghiệm minh đích thân khâm phạm mao thập bát và lập tức chém đồng gã cầm bút son gạch vào tấm biển gỗ một cái vòng tròn rồi liệng ra một tên thân binh lượm biển lên lôi mao thập bát ra ngoài vì tiểu bảo nói đa đại ca tiểu đệ cho đại ca coi mấy vật này hay lắm gã lấy trong tay áo ra một tập khăn tay đặt xuống trước mặt Đa Long. Trên khăn tay thêu một bức xuân cung đồ, trong họa đồ có đôi nam nữ mặt mũi xinh tươi, dáng điệu linh động. Đa Long vừa ngó thấy, cặp mắt sáng ngời như bị hấp dẫn. Lão lật coi xuống tấm dưới thì lại là một bức xuân cung đồ, nhưng tư thế đặc biệt kỳ dị. Lão cười nói, mô hình này thật ly kỳ cổ quái, lão lại lật xuống dưới thì tấm nào cũng thêu tư thế những nhân vật rất kỳ dị có tấm một chai hai gái, có tấm hai chai ba gái. Đà lòng ngó những đồ hình trên khăn tay mà huyết mạch chạy dần dật. Lão cười hỏi, vì huynh đệ, những bảo bối này huynh đệ lấy ở đâu? Mua dùm ca ca một tấm được chăng? Vì tiểu bảo cười đáp những tấm này tiểu đệ kính biếu đại ca. Đà lặng tưởng chừng được vật trí bảo, cảm ơn không ngớt miệng. Lão trịnh trọng cất tập khăn tay vào bọc, giữa lúc ấy, bên ngoài liên tiếp nổ ba tiếng súng, đùng đùng đội trưởng thân binh vào bầm, giờ hành hình đã tới. Xin đại ca ra dám chạm, vì tiểu bảo đã được lắm, gã đứng dậy dắt tay đa lòng tiến ra ngoài dạp thì thấy mao thập bát cúi đầu ủ rũ quỳ ở giữa pháp trường như người đang hôn mê. Cố thủ nổi một hồi trống hiệu, tiếng trống vừa dừng, đao phủ thủ quần áo sặc sỡ sơ cánh tay lên, đưa quỷ đầu đao về phía trước. Lập tức đầu phạm nhân bị chặt đứt, đao phủ thủ phóng chân trái đá một cái, mình phạm nhân té nhào cổ phun máu tươi, đa long nói, đại công cáo thành, chúng ta chia tay quách, vì tiểu bảo nghẹn ngào nói, đa đại ca, người này có mối giao tình thân thiết với tiểu đệ, nhưng hoàng thượng đã ra nghiêm chỉ tiểu đệ không cứu y được. Hỡi ơi, rồi gã tuôn đôi hàng lệ khóc nức nở, đa long nói, huynh đệ thật là người nghĩa khí, bây giờ hãy thu liệm, an táng cho y cũng là hết lòng với người chết. Vì tiểu bảo, dạ, một tiếng rồi sùi sụt khóc hoài. Vì tiểu bảo đưa tay áo lên lau nước mắt, thực ra gã đã giấu gừng sống trong tay áo để dụi mắt cho đỏ lên và chảy nước không ngớt. Trong lòng không khỏi cười thầm, mừng cho kế hoạch của mình đã thành công. Đà Long lại an ủi gã mấy câu, đoạn đưa gã lên xe rồi lão mới lên ngựa về nhà. Bọn thân binh rầm rộ theo cỗ xe ngựa trở về công tước phu. Mấy tên thân binh khác dùng chiếu cuốn xác chết phạm nhân bỏ vào trong quan tài đã chuẩn bị từ trước. Chúng đậy nắp quan tài và đóng đinh cẩn thận, bách tính đi coi cuộc hành hình không ngớt thì thảo bàn tán. Họ thấy Mao Thập Bát trước khi lâm tử còn dám lớn tiếng thoá mạ đều khen là anh hùng hào hán. Cũng có người sợ bị liên lụy lên tiếng phiền trách và bảo họ khâm phạm làm điều đại nghịch vô đảo, chết là đáng tội, quyết không nên tán dương để rước vạ vào mình. Vì tiểu bảo về đến cửa phủ bước xuống, cỗ xe ngựa đi thẳng về phía nam, ra khỏi thành Bắc Kinh nhằm đường Dương Châu mà tiến. Vì tiểu bảo lên ngựa vào cung phục chỉ, vua Khang Hy lập tức triệu gã vào, nhà vua đã được đa long báo cáo, biết Vi tiểu bảo lúc dám trảm mau thập bát đã khóc lóc rất nhiều. Bây giờ ngài thấy hai mắt gã đỏ hoe lại sưng lên, trong lòng không khỏi bịn rịn. Nhà vua tưởng gã hết giả trung trinh với chúa, liền nói mấy câu an ủi, rồi phán bảo tiểu quế tử toán quân la sát ngươi bắt đưa về đây thì số đông thỉnh cầu ta phóng thích hồi quốc. Ta đã tha rồi, hiện còn hơn 200 tên nguyện ý ở lại Trung Quốc. Vì tiểu bảo đáp Bắc Kinh so với mạc tư khoa vừa náo nhiệt vừa cảnh đẹp hơn nhiều. Phục vụ dưới quyền hoàng thượng cũng vinh quang hơn phục vụ xa hoàng nước la sát. Nhà vua mỉm cười nói, ta cho cánh quân la sát này vào ngạch thanh binh và kêu bằng, Nga la tư tá lãnh. Đội quân này giao cho ngươi thống lĩnh vậy ngươi liệu mà quản thúc cho cẩn thận đừng để bọn chúng sinh sự trong kinh thành vì tiểu bảo cả mừng quỳ xuống tạ ơn gã ra khỏi cung đã thấy hai đội quân la sát đứng chờ bên cầu kim thủy ngoài cửa thái hòa những quân la sát mặc sắc phục thanh binh coi cũng hùng dũng lắm vì tiểu bảo lấy ngân phiếu thưởng mỗi tên hai chục lạng bạc và cho nghỉ ngơi ba ngày bọn quân la sát hô lớn ô là ô là trong đời vua khang hy hai đội quân la sát thủy trung vẫn phục vụ trong ngạch thanh binh bằng một dạ trung thành. Sứ thần ngoại quốc đến Bắc Kinh thấy hoàng đế Trung Quốc sai khiến bọn quan quân la sát đều đem lòng kính sợ. Bọn quan binh la sát sau chết giả hết, chế độ Nga la tư tá lãnh, mới cáo chung. Lời chú của tác giả, những việc liên quan đến quân la sát được nhập ngạch thanh binh có ghi chép ở thiên Nga la tư tá lãnh khảo, trong quyền chín pho quý tị loại cao. Trong thanh đại thông sử. Tiêu Nhất Sơn đã viết, tù binh đưa về kinh sư đều được tha hết cho vào ngạch tá lãnh. Đó là kỳ binh của Nga La Tư, con cháu họ đến nay hãy còn, vậy là bọn kỳ binh Nga La Tư đã thành hôn với con gái Trung Quốc và sinh con đẻ cái. Vì tiểu bảo về phủ thấy công chúa cùng sáu vị phu nhân, ba con vừa trai vừa gái vào cung đã về đông đủ. Ai cũng được Thái Hậu ban thưởng rất nhiều, nhưng công chúa có phần kém tươi. Vì tiểu bảo hỏi ra mới biết, vì Thái hậu coi bảy vị phu nhân ngang hàng như nhau, công chúa nghĩ mình là con gái của Thái hậu sinh ra mà chẳng được nửa lời thân thiết hơn. Dĩ nhiên vì tiểu bảo hiểu rõ duyên cớ trong vụ này, gã liền an ủi nàng, thế là Thái hậu tỏ ra rất công bằng, nếu ngài đối với nàng bằng con mắt khác biệt thì sáu vị tỷ muội kia không khỏi ghen tị. Công chúa tức giận hỏi, Thái hậu là mẫu thân ta mà thân cận với ta hơn một chút, họ cũng ghen tị ư? Vì tiểu bảo ôm lấy nàng cả cười nói, bây giờ ta đối với nàng một cách đặc biệt thử xem họ có ghen tị không. Các phu nhân tắc lưỡi, lường nguyết rồi cười ồ. Công chúa là người ruột để ngoài ra chẳng có tâm địa gì, thấy mọi người vui nhộn, nàng cũng cười xoa. Mười mấy ngày liền, các vương công đại thần đều thiết yến khánh hạ vi tiểu bảo công thành danh toại. Đêm nào gã cũng coi hát, đánh bạc chẳng được ngồi không một hôm đa long đến thăm nói cho gã hay về việc phùng tích phạm mất tích mười mấy ngày rồi người nhà hắn đã chỉnh lên phủ thuận thiên lão khẽ hỏi vì huynh đệ đêm hôm ấy chúng ta đánh hắn một trận rồi sau ra làm sao vì tiểu bảo đáp sau đưa hắn về nhà ngay vậy chứ hắn đi đâu đa long hỏi huynh đệ không giết hắn chứ vì tiểu bảo đáp nếu tiểu đệ kêu người hạ sát hắn thì đại ca đứng bên cũng trông thấy đa đại ca đại ca có trông thấy không Đa Long nói ngay, không có, không có, chúng ta chỉ đánh hắn một chập tơi bời, chứ có giết hắn đâu. Vì tiểu bảo đáp đúng thế, vụ này anh em mình hành động chung nhau, nếu xảy ra chuyện gì cả đôi ta đều phải gánh lấy. Đa Long mỉm cười nói, bọn người ở phùng ra một mực bảo là đêm hôm ấy thái lão ở tiền phong doanh phái người đến đón lão đi rồi không trở về nữa. Chi phủ thuận thiên thân hành đến bái phòng lão thái để hỏi về câu chuyện đêm trước lão thái bẽn lén quá chừng, chỉ ập ờ chống chế cho xuôi chuyện không muốn nói nhiều. Sau lão thấy chi phủ thuận thiên hỏi mãi, lão vừa thẹn vừa tức, đâm ra đồ quạo rồi chi phủ thuận thiên cũng rút lui không dám điều tra nữa. Đà lòng dứt lời, đứng dậy vỗ vai vi tiểu bảo vừa cười vừa nói tiếc vi huynh đệ, huynh đệ quả là người có phúc tướng nên mới gặp may đến thế. Lão thái phu nhân nổi cơn tam bành khéo sao vừa đúng lúc, không muộn mà cũng không sớm mụ thống lãnh đội nương tử quân đến tấn công hẻm điềm thủy giữa lúc sự việc xảy ra thế là bao nhiêu sự tình đều chốt cho lão thái gánh hết đà lòng đoán thầm trong bụng phùng tích phạm bị vi tiểu bảo ngấm ngầm hạ sát rồi lão cũng phải gánh một phần trách nhiệm về vụ này mà đổ vả cho thái đô thống ở tiền phong doanh là điều rất hợp ý lão lão có biết đâu thái đô thống phu nhân ra quân vừa đúng lúc không sớm không muộn chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên trùng hợp mà là do vi tiểu bảo đã tính đúng thời khắc phái người đi thông phong báo tin cho mù dĩ nhiên đa long cũng không biết vi tiểu bảo đã phái bọn thân binh dựng nhà giạp vào việc dám chảm đã làm hai tầng vách để giấu phùng tích phạm vào trong đó sau khi đa long xét nghiệm đích thân mao thập bát rồi đưa hắn ra pháp trường vi tiểu bảo nhân lúc đó lấy những tấm khăn tay theo xuân cung đồ đưa cho đa long coi để lão không chú ý đến việc ngoài đồng thời bọn thân binh thủ hạ đánh cháo phùng tích phạm làm mao thập bát phùng tích phạm vẫn còn hôn mê bất tỉnh mặt đầy huyết tích quần áo mặc trên mình giống hệt mao thập bát lão quỳ giữa pháp trường đầu cúi xuống chẳng một ai phát giác người mà đao phủ chặt đầu chính là phùng tích phạm còn mao thập bát đã có người ôm đặt vào trong xe của vi đại soái đậu sẵn ở bên giảm. miệng hắn bị nhét rẻ muốn là lối chửi bới cũng không được cuộc hành hình kết thúc vi tiểu bảo về đến cổng phủ xuống xe rồi cỗ xe lập tức chạy đi dương châu ngựa không dừng vó. Xe ngựa qua sông Hoàng Hà, mấy người rủi xe mới nói rõ cho Mao Thập Bát hiểu rõ nội vụ. Mao Thập Bát mười phần chắc chết mà lại sống sót, nhuệ khí có phần trùn nhụt. Bây giờ hắn mới biết vì tiểu bảo liều mạng cứu hắn, nên hắn cũng không tiết lộ vụ này nữa. Vì tiểu bảo phải đi thù tạc đồng trào lưu hữu mười mấy ngày liền, đến nay rảnh việc lại nhớ tới anh em thiên địa hội liền giả là một công tử nhà giàu bảo song nhi hóa trang làm kẻ thân tùy cùng nhau ra cầu thiên kiều mong gặp bọn tiền lão bản, cao ngạn siêu nối lại chuyện cũ. Hai người ra tới cầu thiên kiều trà trộn vào đám đông chừng nửa giờ thì thấy từ thiên xuyên lưng đeo dương thuốc đang ngồi trong tiểu trà quán uống nước. Vì tiểu bảo cả mừng tiến vào, ngồi xuống cạnh từ thiên xuyên khẽ gọi từ đại ca, từ thiên xuyên đứng phát dậy, nét mặt hầm hầm, rảo bước đi ra ngoài. Vì tiểu bảo ngạc nhiên, đứng dậy theo ra thì thấy từ thiên xuyên đi tới chỗ vắng người. Gã liền cùng song nhi theo hút cách một quãng xa, từ thiên xuyên xuyên qua ba ngõ hẻm, vượt hai đường nhỏ đến một tiểu hàng. Lão dừng lại trước căn nhà thứ năm gõ cửa, cửa mở, phàn cương chạy ra đón, hắn vừa ngó thấy vì tiểu bảo không khỏi sừng sốt rồi cũng mặt giận lầm lì. Vì tiểu bảo bước lẹ tới cười nói, phàn đại ca, đại ca bình yên chứ, phàn cương đặng hắng một tiếng, không thèm đáp lại. Từ Thiên Xuyên hỏi, vì đại soái phải chăng đại soái đem binh mã đến bắt bọn ta? Vì tiểu bảo vội đáp, từ Tam Ca. Sao Tam Ca, lại nói giỡn thế? Phản Cương chạy vội ra đầu hẻm đảo mắt nhìn quanh rồi trở về đóng cửa lại. Vì tiểu bảo và song nhi theo sau hai người xuyên qua sân vào nhà đại sành, thì thấy bọn huyền trinh đại nhân, cao ngạn siêu, tiền lão bản cũng tụ hội ở đây. Quần hùng vừa ngó thấy vi tiểu bảo đều, ủa, lên một tiếng rồi đứng phát dậy. Vì tiểu bảo chắp tay chào, chúng vị ca ca, các vị đều vui vẻ cả. Huyền Trinh Đạo Nhân tức giận nói, bọn ta chưa bị ngươi giết chết, kể ra cũng còn là may. Y rút trường kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một tiếng. Vì tiểu bảo lùi lại một bước, run lên hỏi, sao các vị ca ca, lại đối phó với tiểu đệ bằng cách này? Tiểu đệ, có làm điều chi lầm lỗi với các vị đâu? từ thiên xuyên trợn mắt lên nói tổng đà chúa bị ngươi ra hại phong nhị ca bị ngươi giết chết mấy bữa trước ngươi lại mới chặt đầu mao thập bát bọn ta bọn ta hận mình chưa thể rút xương lột ra ngươi vì tiểu bảo rất đỗi hoang mang vội đáp không không có những chuyện đó những vụ này hoàn toàn không đúng sự thực huyền trinh sấn lên một bước tay trái nắm lấy vạt áo vi tiểu bảo lớn tiếng bọn ta chưa nghĩ được cách nào để giết ngươi thì nay tên tiểu hán gian lại đến đây nộp mình. Tổng đà chúa quả là sống khôn chết thiêng, vì tiểu bảo thấy tình thế nguy kịch liền quay đầu lại, toàn thi triển công phu, thần hành bách biến, để chuồn đi cho lẻ. Nhưng gã thấy từ thiên xuyên và phàn cương tay cầm binh khí đứng ở sau lưng, vội phân trần, câu chuyện khá dài. Chúng ta là anh em một nhà, sao, sao các vị lại nóng này thế? Huyền Trinh quát lớn, ai thèm làm anh em với tiểu hán gian? tên tiểu quỷ đừng hoa ngôn xảo ngữ nữa, chẳng ai thèm nghe đâu. Hãy mổ bụng tên lòng lang dạ chó để tế điện tổng đà chúa cùng phong nhị ca rồi sẽ tính. Lão rụt tay trái về kéo vi tiểu bảo lại gần. Vi tiểu bảo la lớn, trời ơi, oan uổng, song nhi thấy thế nguy liền rút khẩu súng lục la sát bắn chỉ thiên một phát. Lập tức trong nhà khói mù giàn rùa, đồng thời thị nắm sau lưng vi tiểu bảo lôi mạnh một cái huyền trinh đạo nhân năm trước đã nếm mùi đau khổ về món hỏa khí tây dương y vừa nghe súng nổ đã chấn động tâm thần nới tay ra nên vi tiểu bảo được song nhi lôi lại song nhi lùi vào góc nhà đứng chắn trước mặt vi tiểu bảo chĩa súng lục vào quần hào quát hỏi các vị có chịu nghe lẽ phải hay không huyền trinh lại hô tiến anh em tiến lên quyết liều mạng với chúng y cầm kiếm muốn xông vào nhưng tiền lão bàn cản lại nói đạo trưởng hãy khoan lão nhìn Song Nhi hỏi, người có chuyện gì hãy nói cho anh em nghe. Song Nhi đáp, hay lắm, thị liền thuật chuyện từ lúc vi tiểu bảo vì việc cứu Trần Cận Nam mà phải xuất ngoại đào vong. Gã đã bị thần Long Giáo bắt đưa đến thông cật đảo thế nào? Trần Cận Nam bị trịnh khắc sảng và phùng tích phạm hạ sát làm sao? Âm mưu của phong tế trung bại lộ và bị thị bắn chết trong trường hợp nào? Vua Khang ghi ra lệnh cho Vi Tiểu Bảo phải tiêu diệt thiên địa hội và gã đã tìm cách gì để không tuân lệnh? mới đây vi tiểu bảo đã thay người hành hình ngoài pháp trường để cứu mao thập bát làm sao nhất nhất thị kể rõ từ đầu đến cuối song nhi không phải là kẻ lợi khẩu ăn nói hoạt bát nhưng quần hùng ở với thị lâu ngày đã biết thị vốn tính thành thực không quen giả dối lại thấy thị kể chuyện một cách tự nhiên không mần ngại không ấp úng tỏ ra đều là sự thực quyết chẳng thể bịa đặt trong khoảnh khắc quần hùng lại nghĩ tới hành động của phong tế chung quả nhiên đều phù hợp nên không nghi ngờ nữa. Huyền Trinh hỏi, thế mà sao trong thánh, con mẹ nó, thánh chỉ của hoàng đế thát đát lại nói là vi hương chủ đã ra hại tổng đa chúa. Y đổi giọng hô vi tiểu bảo là vi hương chủ đủ tỏ trong lòng y đã tin đến chín phần. Song Nhi lắc đầu đáp, cái đó thì tại hạ không hiểu được. Tiền lão bản nói ngay, đây là âm mưu của hoàng đế thát đát muốn cho vi hương chủ chặt đứt liên lạc với bản hội và từ nay phải nhất tâm làm quan lớn với người mãn châu từ thiên xuyên xen vào, tiền huynh nói rất có lý, rồi lão cha đao vào vỏ, co gối quỷ xuống trước mặt vi tiểu bảo xin lỗi, bọn thuộc hạ một phen nóng nảy hồ đồ, hành động lỗ mãng thành ra cam bề đắc tội với vi hương chủ, thực đáng muôn thác. Bây giờ cam bề lãnh phạt, tiếp theo quần hùng đều quỳ cả xuống. Huyền Trinh tự tát vào mặt mấy cái, cất tiếng thóa mạ, thật là ngu xuẩn, thật là đáng chết, vì tiểu bảo cùng song nhi vội quỳ xuống đáp lễ. Vì tiểu bảo vừa hết kinh hãi liền cười nói, xin các vị ca ca dậy đi, không biết là không có lỗi, sự hiểu lầm trong lúc nhất thời phòng có chi đáng kể. Quần hùng đứng dậy lại nói mấy câu xin lỗi lần nữa. Lúc này vì tiểu bảo nhơn nhơn đắc ý, khoa chân múa tay thuật lại những chuyện đã qua. Dĩ nhiên câu chuyện của gã kể linh động hơn song nhi, việc gì cũng trải qua những cơn nguy hiểm chết người. Tuy nhiên quần hùng nghe thì nghe đấy nhưng không tin gã bằng song nhi sau khi mọi chi tiết đều hiểu rõ, quần hùng ghé tai thì thầm thương nghị một hồi, phàn cương lại lên tiếng: vi hương chủ tổng đà chúa bất hạnh bị gian nhân sát hại, thiên địa hội lâm vào tình trạng quân vô tướng hổ vô đầu. anh em thanh mộc đường đều muốn suy cử vi hương chủ lên làm tổng đà chúa thiên địa hội, chỉ e anh em bảy đường kia không phục hoặc sinh lòng nghi kỳ. vậy anh em xin vi hương chủ đi lập một công trạng lớn lao. Vì tiểu bảo xua tay lia lịa đáp xin ca ca gác việc đó lại. Cái gì chứ tổng đà chúa thì tiểu đệ không làm nổi rồi. Nhưng gã động tính hiếu kỳ hỏi lại có điều tiểu đệ chưa hiểu công trạng lớn lao mà phản đại ca nói là công trạng gì. Phản cương đáp, mối loạn tam phiên đã bình định, Đài Loan lại bị bọn thắt đát chiếm đóng, người la sát ở phương Bắc bị vi hương chủ đánh đuổi. Công cuộc phản thanh phục minh của chúng ta càng ngày càng khó khăn. Hồi 245 nghe vua phán tiểu bảo kinh hồn. Vì tiểu bảo thở dài nói, đúng thế, gã tự nhủ đã khó khăn như vậy thì chúng ta nên thôi đi, đừng tính chuyện phản thanh phục minh nữa. Phản cơm nói, hoàng đế thát đát tuy nhỏ tuổi mà cực kỳ tinh minh mẫn cán, lại biết thu phục nhân tâm, lấy lòng chăm họ. Bách tính trong thiên hạ đối với tiền triều đã nhạt dần. Nếu còn lằng nhằng mấy năm nữa thì e rằng bọn thát đát giữ giang sơn ổn định quá rồi. Vì tiểu bảo lại thở dài đáp đúng thế, gã nghĩ thầm, tiểu hoàng đế dự vững Giang Sơn cũng chẳng có gì là không hay. Phản cương nói, vi hương chủ được tiểu hoàng đế rất sùng ái mà lại hết lòng tin cần. Toàn thể anh em muốn xin vi hương chủ dự định kế hoạch, đưa mọi người trà trộn vào cung đâm chết hoàng đế thát đát. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi đáp cái đó, cái đó không làm được rồi. Phản cương hỏi, xin hỏi vi hương chủ, cái khó ở trong vụ này ở chỗ nào? vì tiểu bảo đáp trong hoàng cung phòng thủ rất nghiêm mật ngoài một số đông thị vệ lại còn nào kiêu kỵ doanh nào là tiền phong doanh nào là hộ quân doanh nào là hòa khí doanh nào là kiện nguyện doanh nào là hổ thương doanh nhất nhất đều ra tâm bảo giá ngay một đoàn thị vệ cũng đã chia ra làm ngự tiền thị vệ cản thanh môn thị vệ tam kỳ thị vệ vậy mà muốn hành thích hoàng đế thì thật khó khăn hơn cả lên trời quần hùng nghe gã cự tuyệt đã không bằng lòng lại nghe giọng lưỡi xưng hô một điều hoàng thượng, hai điều hoàng đế, rất mực nô lệ, mọi người càng lộ vẻ giận dữ. Phản cơm liếc mắt nhìn quần hung rồi ngó vi tiểu bảo nói, vì hương chủ, việc hành thích hoàng đế thát đát dĩ nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng do đích thân hương chủ cầm đầu đại cuộc thì cũng không đến nỗi tuyệt vô hy vọng thành công. Anh em thuộc hạ tiến công rồi, chẳng một ai cầu sống sót để trở ra nhưng bất luận trường hợp nào cũng dáng bảo vệ cho hương chủ được bình yên. Hương chủ đã lập rất nhiều công lớn cho bản hội, thực tình mười mấy vạn anh em không được một người bằng hương chủ. Giữa thiên địa hội và bọn thát đát mãn thanh đã thành thế chẳng đội trời chung. Từ đây cuộc hương thịnh của bản hội và đại nghiệp phản thanh phục minh chỉ còn trông cậy vào vi hương chủ gánh lấy trọng trách. Vì tiểu bảo lắc đầu đáp vụ này tiểu đệ nhất quyết không làm nổi. Hoàng thượng sai tiểu đệ trừ diệt thiên địa hội tiểu đệ không chịu làm đó là giữ điều nghĩa khí các vị ca ca bảo tiểu đệ hành thích hoàng đế tiểu đệ không làm cũng là giữ điều nghĩa khí huyền trinh tức giận hỏi hương chủ là người hán sao lại đi giữ nghĩa khí với hoàng đế thát đát như vậy chẳng hóa ra hương chủ là hán y toàn thóa mà hắn là hán gian song y lại nín nhịn phản cương nói vụ này quan hệ cực kỳ trọng đại vì hương chủ khó mà phúc đáp ngay được đó là lẽ thường bọn thuộc hạ xin hương chủ nghĩ kỹ lại rồi sẽ cho bọn thuộc hạ biết sau. Vì tiểu bảo đáp ngay, được rồi, được rồi, để tiểu đệ nghĩ lại xem sao đã. Từ thiên xuyên thấy gã chẳng có chút chi thành thực, liền nói thêm, anh em chỉ mong vi hương chủ nhớ tới di trúc của cố tổng đà chúa, đừng quên thảm họa của kẻ vong quốc. Đã là người Hán quyết không làm nô lệ cho bọn thát đát. Vì tiểu bảo lại đáp, đúng, đúng, cái đó thì không thể quên được quần hùng đều biết gã nói câu này không phải tự đáy lòng phát ra, đều lặng lặng. Vì tiểu bảo nhìn người kia ngó người nọ cười hỏi, các vị ca ca, sao các vị lại không nói nữa? Quần hùng vẫn không lên tiếng, vì tiểu bảo thấy cụt hứng, chẳng khác ngồi trên đống gai, liền nói, vậy bữa nay chúng ta hãy tạm chia tay, tiểu đệ về nghĩ kỹ lại rồi sẽ cùng các vị đại ca thương lượng. Dứt lời gã đứng lên, quần hùng tiến chân ra đến đầu ngõ rồi kính cẩn hành lễ từ biệt. Vi Tiểu Bảo về phủ ngồi trong thư phòng phát ngán. Chiều hôm ấy có thánh chỉ tuyên triệu Vi Tiểu Bảo vào ngự thư phòng triều kiến hoàng thượng. Nhà vua vừa ngó thấy Vi Tiểu Bảo, hỏi ngay, phùng tích phạm đột nhiên mất tích, vụ này đầu đuôi ra làm sao? Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi nghĩ thầm, sao hoàng thượng lại hỏi ta về vụ này? Gã liền đáp tâu hoàng thượng, đêm hôm xảy ra vụ thất tông phùng tích phạm nô tài cùng đa tổng quản và bọn ngự tiên thị vệ ở với nhau một chỗ sau nghe nói thái đô thống ở tiền phong doanh phái người đến mời phùng tích phạm. Nô tài không hiểu sao phùng tích phạm lại mất biến, y là một người ở Đài Loan đầu hàng, hành tung rất cổ quái. Không chừng y ngấm ngầm vận động mưu đồ chuyện bất pháp, nô tài sẽ điều tra cẩn thận vụ này. Vua Khang Hy mỉm cười nói, hay lắm, phùng tích phạm lạc lõng nơi đâu, ta giao cho ngươi điều tra rõ rệt rồi về báo cáo ngay ta đã chuẩn cho người Đài Loan đầu hàng đều được hộ vệ chu đáo mà hắn đột nhiên mất tích một cách hồ đồ là ta thất tín với thiên hạ. Vì tiểu bảo chán toát mồ hôi, tự hỏi lời hoàng thượng đầy vẻ nghiêm trọng, chẳng lẽ ngài biết ta giết phùng tích phạm? Gã vội đáp, giả, dạ, giả, dạ, nhà vua là hỏi, sáng nay người đến chơi trong ngõ ngân hạnh có vui vẻ không? Vì tiểu bảo sừng sốt hỏi lại, tâu hoàng thượng, ngõ ngân hạnh nào? rồi gã nhớ tới nơi trú chân của quần hùng thiên địa hội ở trong ngõ hẻm, ngoài đầu ngõ có hai cây ngân hạnh lớn, và gã đoán chắc là ngõ hẻm đó rồi. Hoàng đế đã biết cả tên ngõ hẻm thì còn điều gì giấu ngài được nữa. Gã sợ quá, toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, hai chân nhũn ra, gã quỳ mọp xuống, dập đầu tâu, thánh thượng nhìn xa muôn dặm, hiểu hết mọi sự trên thế gian. Dù sao nô tài thủy chung một giả trung quân vua Khang Hy thở dài nói, bọn phản tặc đó bức bách ngươi ra hại ta mà ngươi nhất định không chịu. Kể ra ngươi quả đã trọng điều nghĩa khí, nhưng, nhưng... Tiểu Quế Tử, ngươi định chơi hai mang suốt đời được chăng? Vì tiểu bảo dập đầu binh binh tông, xin hoàng thượng xét soi. Nô tài nhất quyết không làm tổng đà chúa thiên địa hội, hoàng thượng bất tất phải quan tâm điều đó. Nhà vua lại thở dài, ngừng mặt lên, ngơ ngẩn xuất thần một lúc rồi tùng thẳng hỏi, ta làm hoàng đế Trung Quốc, tuy chẳng thể kịp nhiêu, thuấn, vũ, thang gì gì, nhưng về việc thương yêu chăm họ, chăm lo trị nước so với các hoàng đế Minh Triều trước đây đã có vị nào hơn ta. Hiện nay đã dẹp xong loạn tam phiên, lấy lại đảo Đài Loan. Nước La Sát cũng không dám xâm phạm bờ cõi nữa, từ đây sắp tới thiên hạ Thái Bình chăm họ an cư lạc nghiệp. Vậy mà bọn phản tặc ở thiên địa hội đòi quy phục họ Chu ở Minh Triều, chẳng lẽ chăm họ dưới quyền cai trị của họ Chu được hưởng hạnh phúc hơn ngày nay? Vì tiểu bảo nghĩ thầm, cái đó thì ta không thể biết được. Ngoài miệng gã đáp nô tài thường được nghe nhân dân có câu hát, từ ngày Chu đế ra đời, 10 năm đói kém đến ngoài 9 năm, hiện nay mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an. Đức Hoàng thượng là điều sống dùi thang, Chu Hoàng đế bị thế nào được? vua khang hy mỉm cười nói người đứng dậy đi nhà vua đứng lên đi lui đi tới trong thư phòng một lúc rồi nói phụ hoàng ta là người mãn thanh nhưng hiếu khang hoàng hậu mẫu thân ta là người hán vậy dòng máu trong mình ta cũng thuộc về hán tộc ta đối với trăm họ khắp thiên hạ coi đều bằng nhau quyết chẳng tơ hào thiên lệch người hán hay người mãn sao bọn chúng căm hận ta hoài đòi giết ta cho bằng được vì tiểu bảo tông bọn người phản nghịch vô đạo rất đỗi hồ đồ chẳng bỏ cho hoàng thượng phải quan tâm. Vua Khang Hy gục gặc cái đầu, nét mặt không khỏi lộ vẻ thê lương. Sau một lúc lâu, ngài lại nói người Mãn Châu có kẻ hay người dở, người Hán cũng có kẻ dở người hay. Hạng người tồi bại ở đời nhiều quá giết không hết được. Ta mong cảm hóa họ đi vào đường chính mà cảm thấy mình không đủ bản lĩnh. Hỡi ơi, làm hoàng đế thật là khó quá. Ngài nhìn vi tiểu bảo một lúc rồi bảo gã, ngươi đi đi vì tiểu bảo lại dập đầu từ biệt rồi lui ra khỏi hoàng cung. Gã cảm thấy toàn thân mát lạnh, vì vừa rồi gã sợ quá toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Áo trong áo ngoài đều thấm nước, vì tiểu bảo ra khỏi cửa cung thở phào một cái, bụng bảo giả trong anh em thiên địa hội lại có quân gian tế trà trộn vào. Đã hạ sát một tên phong tế chung, thì tên khác lại mọc ra liền. Nếu không làm sao Đức Hoàng thượng lại biết cả quần hào yêu cầu ta hành thích ngay. Nhưng tên gian tế này là ai? Gã về phủ ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu mà chẳng tìm ra được manh mối chi hết. Gã lại tự hỏi, Hoàng thượng giao cho ta trọng trách điều tra vụ phùng tích phạm lạc lõng nơi đâu. Coi thái độ ngài, dường như có ý hoài nghi ta nhúng tay vào vụ này, nhưng ngài chưa có chứng cứ chuẩn đích mà thôi. Ta biết làm cách nào để lấp liếm cho yên chuyện, gã nghĩ hồi nhị tới không ra được kế gì, trong lòng rất là phiền muộn. Vì tiểu bảo lại nhớ đến ngày trước gã cùng vua Khang Hy trò chuyện cười đùa, cả hai người cùng khoan khoái trong lòng mà hối tiếc, bây giờ hai người mỗi ngày một lớn tuổi. Hoàng thượng mỗi ngày một oai nghiêm, còn gã cũng không dám nói nhăng nói càn. Gã tự hỏi, cây chức phủ viễn đại tướng quân cùng nhất đẳng lộc đỉnh công mình làm chẳng thấy hứng thú gì, thực không bằng hồi còn nhỏ ở lệ xuân viện lại được ung dung khoái lạc. Gã nghĩ tiếp, anh em thiên địa hội bức bách ta hành thích hoàng thượng. Mặt khác hoàng thượng lại bức bách ta diệt trừ thiên địa hội, ngài còn hỏi, tiểu quế tử. Người định chơi hai mang suốt đời được chăng? Còn mẹ nó, lão gia không làm nữa. Cái gì cũng không làm, trong lòng gã nghĩ đến năm chữ, cái gì cũng không làm, gã cảm thấy trong lòng thư thái bất giác thò tay vào bọc móc lấy quân xúc sắc liệm xuống bàn. Vì tiểu bảo vừa liệm xúc sắc vừa hô, không làm gì là hay rồi. Gieo thử một quẻ cho ra mãn đường hồng bốn con xúc sắc chạy lọc cọc rồi ngả ra ba điểm hồng hướng lên trời. Còn con thứ tư lại thành lục điểm, thế là đen quá rồi, đen không thể nào đen hơn được nữa. Lúc gã gieo xúc sắc đã ráng làm cho cả bốn con ngả xuống theo ý mình mà không được. Gã tức mình chửi luôn một câu, còn mẹ nó, gã lại lượng xúc sắc lên gieo lại, nhưng lần nào cũng chưa được như ý, mãi đến lần thứ tám mới thành mãn đường hồng vì tiểu bảo mừng rỡ nói té ra ông trời muốn ta phải làm cho hoàng thượng bảy việc lớn rồi mới nghỉ được gã lẩm nhẩm tính bảy việc lớn ta làm đủ rồi việc đầu tiên là giết ngao bái việc thứ hai là cứu mạng lão hoàng đế việc thứ ba là cứu giá hoàng thượng ở ngũ đài sơn việc thứ tư là cứu thái hậu việc thứ năm là giết mụ điếm già việc thứ sáu là phá hủy thần long giáo việc thứ bảy là bắt ngô ứng hùng việc thứ tám là tiến cử bọn trương dũng triệu lương đống phá ngô tam quế việc thứ chín đánh nhã khắc tát nhiều quá rồi nhiều quá rồi còn việc nhỏ không kể nguyên việc lớn vừa đúng bảy không nhiều mà cũng không ít gã tự nhủ những việc nhỏ kể làm quái gì những việc đáng kể bảy vụ là đủ rồi nói tóm lại lão gia không làm nữa chẳng làm quan cũng không tạo phản nhưng lão gia đi làm gì bây giờ gã nghĩ lười nghĩ tới nhận thấy trở về dương châu là khoan khoái hơn hết vì tiểu bảo nghĩ tới chuyện trở về Dương Châu, bất giác trong lòng cao hứng, lớn tiếng gọi, người nhà đâu, hai tên thân binh chạy vào, gã sai lấy rượu nhắm tự mình rót uống, gã vừa uống rượu vừa tính toán dùng cách gì cho khỏi hậu hoạn. Cần nhất là nhà vua không sai người đến bắt, thiên địa hội cũng không tìm đến bức bách mình phải theo họ tạo phản. Gã tính cả đến việc trong bảy vị phu nhân thì sáu vị chịu nghe lời gã nhưng bảo công chúa theo gã đến dương châu thì dù vui vẻ đến đâu nàng cũng nhất định không chịu gã muốn mở kỹ viện ở dương châu lại e tô thuyên a à kha phương di ba người không nghe theo rồi gã tự nhủ thôi được rồi ta sẽ tính dần tới đâu hay tới đó lão gia đã có sản nghiệp mấy trăm vạn lạng bạc chẳng mở kỹ viện cũng không chết đói có điều mình chưa tìm được hướng đi nào cho khoan khoái mà thôi tối hôm ấy trong phủ mở ra yến Bảy vị phu nhân thấy vi tiểu bảo cười nói huynh hoang ra chiều rất cao hứng. Trái với những ngày gần đây gã mặt buồn rười rười. Bảy vị đồng thanh hỏi, chuyện gì mà vui thế? Vi tiểu bảo mỉm cười đáp thiên cơ bất khả lộ. Công chúa hỏi, hoàng đế ca ca lại tham quan cho phải không? Tăng nhu hỏi, chắc đánh bạc được lớn. Câu chuyện thiên địa hội hết phiền phức rồi ư. A à Kha nói, thôi lại thấy cô nào nhà người ta coi vừa mắt muốn lấy làm phu nhân phòng thứ tám rồi vì tiểu bảo chỉ lắc đầu sau gã thấy các phu nhân hỏi gắt quá đành đáp ta không muốn nói nhưng các vị nhất định hỏi cho ra ta đành phải nói vậy bảy vị phu nhân dừng lại lắng tay nghe vì tiểu bảo nghiêm nghị nói ta làm quan lớn lại phong đến tước công mà một chữ không biết thì còn ra thể thống gì nữa bắt đầu từ mai ta muốn đọc sách làm văn đi thi đỗ trạng nguyên rồi làm hàn lâm bảy vị phu nhân ngơ ngác nhìn nhau nhưng chỉ một lát lại phá lên cười ai cũng biết Đức Phu Quân giết người phóng hỏa, trộm cắp lừa gạt việc gì cũng làm được. Trong thiên hạ chỉ có việc duy nhất gã không làm nổi là đọc sách để biết chữ. Sáng sớm hôm sau, quan phủ thuận thiên đến bài ít, nói là vâng chỉ dụ của thượng quan được biết Đức Hoàng Thượng đã ủy thác việc tra cứu vụ trung thành bá phùng tích phạm thất tung cho vi công gia, nên y đến phủ để chờ sai khiến. Vì tiểu bảo trao mày hỏi, ở nhà môn phủ thuận thiên rất đông công sai, bổ khoái những ngày gần đây đã điều tra được manh mối gì chưa? Chi phủ đáp bẩm đại soái, vụ phùng bá tước thất tung sự tình rất ngoắt ngoéo. Tì chức mấy ngày liền đôn đốc sai bọn sai dịch minh tra ám phòng mà chưa được manh mối chi hết, nên trong lòng nóng nảy vô cùng. Bữa nay được tin Hoàng thượng đặc phái vi công gia chủ trương, tì chức vui mừng quá đổ, tưởng chừng được thăng quan liền ba cấp cũng không băng. Y dừng lại một chút rồi tiếp vì công gia là một bậc đại thần anh minh mẫn cán đệ nhất tại triều đình. Công gia lên ngựa săn sóc ba quân, xuống ngựa săn sóc dân tình. Bất luận việc gì nhiêu khê đến đâu đã lọt vào tay công gia là lập tức được giải quyết một cách ổn thỏa. Bọn nhà môn của ti chức được tin này cũng cực kỳ hề hà. Chúng nói là nay có công gia chủ trương khác nào chúng được ẩn mình dưới cây cao bóng cả. Vì công gia đã xuất mã thì đến bọn quỷ la sát còn phải chạy tơi bời lo gì không tìm ra manh mối vụ phùng bá tước, vì tiểu bảo nghe chi phủ xiểm nịnh cũng lọt tai, mà thực ra y đổ trách nhiệm lên đầu gã. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, không hiểu thi thể phùng tích phạm hiện giờ trung dấu ở đâu. Đêm nay ta phải dùng hóa thi phấn để làm cho tiêu tan, không để họ nắm được chui. Ta chỉ cần làm mất hết chứng cứ là chẳng ai đổ tội lên đầu mình được. Đáng lý ta phải nghĩ tới việc làm tiêu tan thi thể từ trước, nhưng mấy bữa nay bận quá quên khuấy đi mất. Viên chi phủ lại nói, hàng này trung thành bá phu nhân phái người đến nhà môn của ti chức ngồi lì suốt ngày không chịu trở về. Họ quyết đòi người cho bằng được, ti chức thật khó bề đối phó. Y ngừng lại một chút rồi tiếp, hôm qua phùng phủ lại có người đến báo án trình về việc một à tiểu thiếp của trung thành bá tên gọi Lan Hương, theo một tên mã phu đi trốn rồi. Ngụ cuốn gói khá nhiều vàng bạc và đồ trang sức, nếu trung thành bá không về nhà thì e rằng bọn cơ thiếp tỳ bộc sẽ bỏ đi hết trong nhà chẳng còn một ai vì tiểu bảo hắn giọng đáp không hiểu phùng tích phạm lăn lóc ở chỗ phong lưu đàng điếm nào mà kín thế phủ đài hãy phái nhiều nhân lực đến các ổ ăn chơi điều tra kỹ càng lại hắn ham mê cờ bạc trai gái không thèm trở về nhà thì có bị vợ nhỏ bỏ đi theo kẻ khác cũng là đáng tiếc viên tri phủ nói giả dạ, giả dạ, theo lẽ ra phùng ba tước có đi thăm thú những nơi liễu ngõ hoa tường thì trong mấy nhiêu ngày cũng nên trở về một lần mới phải vì tiểu bảo đã cái đó khó nói lắm, Phùng Tích Phạm là con quỷ háo sắc chứ chẳng phải hạng người chính nhân quân tử như Phủ Tôn đâu. Phủ Tôn có lần đến những nơi lầu hồng gác tía cũng chỉ một ngày hay nửa đêm là đã trở về trình diện rồi. Chi Phủ cười nói, ti chức không dám, ti chức không dám, giữa lúc ấy trung thành bá phu nhân sai người anh em của ngụ đưa đồ lễ đến và nói là kính cẩn dập đầu trước vi công gia để tạ ơn công gia ra sức điều tra vụ án này. Vì tiểu bảo dặn thân binh đừng cho họ vào và không nhận lễ vật. Thân binh lại vào báo, bẩm đại soái Người nhà họ phùng cực kỳ vô lễ, lúc ra đi hắn không ngớt cười lạt, nói những gì oan oan tương báo, có thù trả thù. Tên thân binh nói tiếc gia nhân ở phùng phủ còn bảo đức hoàng thượng biết chuyện này rồi. Thế nào cũng điều tra ra gốc ngọn, đừng ai hòng lấy tay che mặt trời, bịt mắt thánh minh thiên tử. Bẩm đại soái hắn dám đến đây ngang tàng thì thật là lớn mật tiểu nhân muốn tát cho hắn mấy cái bạt tai bữa trước có chuyện đổi người ở ngoài pháp trường tên thân binh này cũng tham dự vào vụ đó bây giờ nghe giọng lưỡi của người nhà phùng phủ đầy vẻ gay gâu dường như đã đoán ra nội tình hắn không khỏi ớn da gà vì tiểu bảo có tật giật mình nghe thân binh nói bất giác biến sắc tự hỏi vụ này thật là rắc rối không khéo sẽ bị vỡ lở còn bà nó phùng tích phạm chính lão gia giết chết rồi chẳng lẽ lão gia lại sợ mụ vợ con từ quỷ hay sao đột nhiên gã tìm ra được quyết định nét mặt hớn hở tươi cười gã đứng dậy nói quý phủ hãy ngồi chơi chờ bản tước một lát gã vào nội đường gọi đội trưởng thân binh đến dặn dò cứ thế cứ thế mà làm đội trưởng lãnh mạng đi ngay vì tiểu bảo trở ra đại sảnh nói hoàng thượng phái bản tước làm việc này chúng ta là phận nô tài phải tận tâm kiệt lực để báo đáp quân thượng bây giờ hãy đến phùng phủ khám nghiệm viên tri phủ ngạc nhiên nghĩ bụng trung thành bá mất tích rồi trong nhà lão còn gì mà khám xét nhưng ngoài miệng y vâng dạ liên thanh vì tiểu bảo lại nói vụ án này cực kỳ bí ẩn chúng ta hãy bắt tất cả già trẻ lớn bé nhà họ phùng thẩm vấn không chừng sẽ điều tra được manh mối tri phủ đáp dạ công gia dạy rất phải ty chức ngu muội thủy chung không hề nghĩ tới điểm đó. Thực ra cái chức chi phủ nhỏ bé khi nào dám đến trung thành bá phủ mở cuộc điều tra. Đồng thời ở nhà môn phủ thuận thiên từ trên xuống dưới ai cũng biết phùng tích phạm là kẻ từ thu của phủ viễn đại tướng quân vi công gia. Họ còn đoán chừng phùng tích phạm thất tung, 10 phần có đến 89 là vi công gia đã phái người sát hại. Vi công gia là nhân vật sáng giá nhất tại triều đình hiện nay thì còn ai dám động vào những người lãnh trách nhiệm tra án không dám dậm chân chỉ mong kéo dài thời gian chẳng bao giờ kết liễu. Viên chi phủ bụng bảo dạ vì công gia đã giết phùng bá tước còn muốn đến làm khó dễ người nhà lão. Phùng phu nhân thật không biết điều, mụ phái người đến công phủ nói nhăng nói càn, trách nào vi công gia chẳng tức giận. Vì tiểu bảo cùng chi phủ thuận thiên lên ngồi kiệu lớn có tiền hô hậu ủng dẹp đường từ từ tiến về phía trung thành bá phủ Mấy trăm tên thân binh bao vây xung quanh phùng gia. Vì tiểu bảo tiến vào phủ, tên đội trưởng thân minh liền đến trước mặt bầm trình đại soái trong phủ phùng ra cả nam lẫn nữ cộng được 79 người, hiện đang ngồi ở tây sành chờ đại soái thẩm vấn.